Ôi lạnh thật đấy. Hello, vào đi chị, các chị ơi, vào đi ạ. Hôm nay khá là lạnh. Em còn bao nhiêu hàng trẻ em sẽ mang ra em xả hết cho các chị nhá. Nên là các chị nhanh tay vào săn cho con nào. Nhanh tay vào săn cho con đi ạ. Thả tin thả like mạnh mẽ lên. Hôm nay là đảm bảo là sẽ săn được rất là nhiều hàng đẹp cho các bé nha mọi người ơi. Có áo phao này, di lê này, di lê phao, phao di lê phao, một ít áo áo sơ mi nữa. Áo sơ mi có những bản xinh cực luôn các bà ơi. Hiệu nhiều nhá. Hôm nay hiệu rất nhiều luôn các bà ơi. Hôm nay hiệu rất nhiều luôn. Cái này là của cái gì đây? Uầy. Xịn nhờ. Con là chị nào tầm 3 tuổi, 4 tuổi này. 3, 4 tuổi mặc những con như này quá là xinh luôn. Cái giá em để cho mọi người gọi là sập sàn luôn đấy. Sập sàn luôn đấy. Nên là các chị nhanh tay nhá. Trời ơi, nhiều con xinh đẹp quá các bà ơi. Có, mọi người muốn lên hàng nào trước thì comment nhá. Có di lê nữa đấy các chị. Phao này, di lê này. Di lê size to, size bé em đều có nhá. Một ít đây, ui, những con phao như này xịn nhờ. Phao to, phao nhỏ đều có nhá. Muốn em lên bao nhiêu, khoảng bao nhiêu cân thì các bà comment cho em nhá. Trai hay gái nữa. Một ít áo nỉ nữa. Rồi, mỗi thứ nó chỉ có một ít thôi. Nó cũng không có nhiều lắm đâu. Nên là chị nào muốn săn thì mình nhanh tay cho em nhá. Và hôm nay em sẽ để cho mọi người cái giá sập sàn, gọi là tổng kết kho đấy. Tổng kết kho đấy. Nên là mọi người nhanh tay vào săn nhá. Đảm bảo là sẽ mua được rất là nhiều hàng đẹp với giá ưu đãi. Vì sao? Đây là hàng mà khách mà kiểu mua rồi ấy, mọi người chốt chọn những con rất là đẹp, xong đến cuối cùng không hiểu vì lý do gì lại xả ra. Thế là toàn bom về những con đẹp như này thôi các bà ơi. Không hiểu luôn. Rồi. À, chào chị Su Kem, chào chị Thanh Lam, chào chị Kiều Trang. Em xin chào 50 chị đang xem nhá. Mọi người ơi, ai đang xem rồi thì chấm bài lên cho em nào. Thả tin thả like mạnh mẽ lên đi ạ. Thả tin thả like tích cực lên rồi muốn em lên mặt hàng nào thì báo em nhá. Muốn em lên mặt hàng nào thì báo em ạ. Hôm nay chủ yếu là phao. Chủ yếu là phao, có di lê phao và di lê phao và áo phao bình thường như này các bạn ơi. Đấy, nên là các chị muốn em lên hàng nào thì comment cho em nào. Muốn em lên hàng nào thì mình comment lên cho em nhá mọi người ơi. Di lê hôm nay cũng khá là nhiều đấy. Mọi người thích di lê thì em lên di lê nhá. Hồi trước trong vụ thì rất là nhiều chị hỏi di lê phao luôn. Rồi, chào chị Ái Trần, chào chị Nguyễn Jerry, chào chị Đoàn Loan, chào chị Thúy Lành Nguyễn. Mọi người ơi, cho em xin một hai lượt chia sẻ đi. Cho em xin một hai lượt chia sẻ đi nhá. Chia sẻ lên trang cá nhân và lên các hội nhóm. Ví dụ như kiểu có 3 người, 3 4 người cùng chốt một mã chẳng hạn thì em sẽ ưu tiên cho các chị nào mà có lượt chia sẻ nhá mọi người. Em sẽ ưu tiên cho chị nào có lượt chia sẻ nhá. Nên là mọi người tương tác tích cực và thả tin, thả like các thứ lên cho em nhá. Muốn em lên hàng cho bé bao nhiêu cân thì mọi người comment cho em nhá. Muốn em lên hàng cho bé bao nhiêu cân thì comment ạ. Áo nỉ thì áo nỉ thì có vài con, toàn là hàng hiệu thôi các bà ơi. Áo nỉ thì nói chung là hiệu nhiều, đát điếc các kiểu. Ui dồi ôi, con này quá là xịn luôn này. Rồi, comment lên nhá mọi người ơi. Tích cực tương tác cho em nào. Tương tác tích cực cho em, đảm bảo là các chị sẽ mua được rất là nhiều con xịn luôn đấy. Những bản như này, lining nhỉ mọi người, lining này. Rồi, mọi người ơi, chắc là em sẽ lên dần dần nhá. Lên dần dần cho các chị vào nhá. Có áo phông của bé trai không ạ? À? Áo phông thì em thấy đây là có áo sơ mi thôi chị ạ. Có áo sơ mi thôi, không có áo phông đâu. Áo phông có 1-2 bản nhưng mà nó nhỏ nhỏ thôi ấy. Áo phông có 1-2 bản thì có mỗi cái này, chắc lên luôn đầu like cho chị luôn này. Áo phông có mỗi cái con này bé tí luôn. Ôi, hàng siêu xịn sò luôn nha mọi người ơi. Hàng siêu xịn sò luôn nhá. Con này bé tí luôn, cho bé nào dưới 10 cân thôi, 8 đến 10 cân thôi mọi người ơi. 8 đến 10 cân thôi nhá. Lấy mọi người 40 đi, lấy 30 đi. 30 mã 914 nhá. 30 cho em. Mã là 914 này mọi người ơi. Rồi em sẽ lên áo nỉ, áo phao xen kẽ nhá. Áo nỉ, áo phao xen kẽ nhá. Con này cho em này, ui, con này siêu xịn luôn. Nike cho em mọi người ơi. Nike cho con là chị nào có khoảng cân nặng 13-16 cân này. 13-16 cân ok nhá. Chất rất đẹp luôn các bà ơi. 13-16 cân cho em ạ. Em lấy con này tặng này. Tặng nhá, tặng các chị nào có lượt chia sẻ đi. Tặng các chị nào có lượt chia sẻ đi mọi người ơi. Mã là 686 cho em này. Nike xịn đấy mọi người ơi. Chị nào có lượt chia sẻ em mới tặng con này nhá. Mọi người lên luôn đi ạ. Chia sẻ cho em 1-2 lần lên trang cá nhân hoặc lên các hội nhóm. Cứ miễn sao sơ mi bé trai 25kg hình như là có đấy chị ạ. Đợi em một tí nhá. Đợi em một tí nhá. Sơ mi hôm nay sơ mi bé gái là nhiều, bé trai thì ít thôi. Rồi, mọi người ơi, mọi người em sẽ tặng con này cho chị nào có lượt chia sẻ nhá. Đây là chị nào mà đây này, con này là tặng nhá. Mã 686 cho em. Chị nào có lượt chia sẻ em mới tặng chị ơi. Không có lượt chia sẻ em không tặng đâu. Rồi, mọi người muốn em lên phao bé trai hay bé gái thì comment nhá. Những con như này rất đẹp luôn đấy các bà ơi. Phao chuẩn bông siêu ấm.
bao trần bông siêu ấm nhá. Con là chị nào có khoảng cân nặng từ 9 đến 12 cân cho em này. Trời ơi, size nhỏ nhỏ xinh xinh. Con này cưng dã man luôn đấy. 9 đến 12 cân các chị lấy được con này cho bé là quá sướng luôn nhá. Chị chia sẻ 9 đến 12 cân chị cho em nhá. Chị chia sẻ lại các tặng cho các chị có biểu tượng người chia sẻ đấy chị ơi. Phải tặng cho chị nào có biểu tượng mới được à? Mọi người phải chia sẻ cho em, chia cho mình xem có áo sơ mi à? Và áo phao cho bé 2 tuổi 11 kg có nhiều chị nhá. Mọi người ơi, em thấy mọi người lên mã nhiều nhưng mà chưa có lượt chia sẻ đâu, chưa chia sẻ thì em không tặng đâu mọi người ơi. Mọi người chia sẻ cho em nhá. Em thấy chưa thấy chị nào chia sẻ luôn ấy mọi người. Áo phao bé gái chạm bé gái 50 kg có nhá mọi người ơi. Có nhá. Rồi, các chị nào chia sẻ thì em mới tặng nhá. Chị nào có lượt chia sẻ em nhìn thấy đầu tiên em sẽ tặng cho chị đấy luôn. Rồi con này cho bé 9 đến 12 cân này, 120 đi ạ. Mã là 379, con này siêu xịn luôn. 120 cho em nhá. Mã là 379 chị ơi, 120 này. Mã là 379 cho em ạ, 120 nhá. Mã cho em là 379 cho em này mọi người. 120, mã là 379 nhá. Lên một ít gilê này, rất là nhiều chị hỏi gilê cho em này. Con này cho em 13 15 cân ok đi ạ. 13 15 cân nhanh tay cho em nhá. Ok này, 13 15 cân cho em này chị ơi. Trời ơi, trai gái mặc được hết, con này rất xinh luôn. 13 15 cân nhá. Lấy 80 đi. Mã là 514 80. Mã cho em là 514 nhá, 80.000 chị ơi. Lên mã cho em là 514 này, 80.000. Lên mã là 514 cho em nhá. Rồi, một em lên phao cho bé bao nhiêu kg hoặc là ui, con này quá là xịn luôn này các bà ơi. Con này quá là xịn, nó còn mới nguyên đi luôn ấy. Nó còn mới nguyên luôn đấy các bà ơi. Bản này đây chị đang hỏi áo phông cho áo sơ mi cho bé trai size to này 25 30 cân thì lấy con này đi. 25 30 cân 514 thôi chị Trang Trang. 25 30 cân chị lấy con này cho em nhá. Lấy các con này 40 đi ạ. Mã cho em là 928 này, 40.000, mã 928 cho em nhá, 40 chị ơi. Mã là 928 40 này. Rồi, các bà muốn em lên cái size như thế nào hoặc là màu như thế nào comment cho em nhá. Ôi giời ơi, con này đẹp quá các bà ơi, nó là phao trần bông cho em này, siêu ấm. Phao trần bông siêu ấm nhá. Bé trai bé gái mặc đều được cho em này. Bé trai bé gái mặc đều được cho em, nói chung là giá hôm nay sập sàn các bà ơi. Nên là nhanh tay khẩn trương vào like nào, khẩn trương vào like, tương tác tích cực lên hiện biểu tượng người chia sẻ là sẽ chốt đơn dễ hơn nhá. 50 kg có chị ạ. Rồi con này cho em quá đẹp luôn, bé nào bé trai bé gái mặc đều đẹp những bản như này, màu sang nhở các bà ơi. Bé trai bé gái mặc đều ok cho em nhá. Form này cho các bé nào mà 25-27 cân ok này, 25-27 cân ok cho em ạ. Lấy 100.000 đi, mã cho em là 415-100.000 này. Mã cho em là 415 chị ơi, 100.000 này. Mã là 415 cho em nhá, nhanh tay này. Rồi gilê size nhỏ đi ạ. Gilê size nhỏ cho em. Ôi con này Nike quá xịn luôn mọi người ơi. Nó là hàng trần bông cho em nhá. Nó là hàng trần bông. Con này lông vũ đấy mọi người ạ. Con này nó là lông vũ nhá. Xịn sò dã man luôn này. Bé nào size nhỏ nhỏ xíu xíu luôn này. Con nào chị nào 9 đến 11 cân ok. 9 đến 11 cân chất siêu đẹp luôn nhá. 9 đến 11 cân 60. Mã là 217. 60 cho em nhá. Mã 217 chị ơi. Chị Ái Trần. 60 mã 217 đi ạ. 60 cho em này. Mới lên size to hay size bé comment nhá mọi người ơi. Quẩy gilê cho bé trai size to này, đảm bảo các bạn lấy được con này là quá sướng luôn. Các bạn lấy được con này quá sướng luôn. Bé trai chị nào có khoảng cân nặng dưới 40 cân đi ạ. 35 40 cân ok nhá. Chất siêu đẹp luôn mọi người ơi. 35 40 cân cho các bé trai. Lấy 80. Chị Khuyên Nguyễn. 80 nhá. Mã là 112 80. Mã là 112 cho em này. Trời ơi hôm nay lạnh vãi chưởng luôn các bà ơi, ra đường gọi là siêu rét luôn ấy. Rồi bé trai tiếp cho em này. Con này bé trai bé gái mặc đều được cho em nhá. Màu blue, trời ơi hàng này siêu xịn luôn. Siêu xịn luôn, organic 100% này. Con này lông vũ cho em mọi người ơi. Bảo này cho em chị nào con là chị nào có khoảng cân nặng từ 35-37 cân ok. 35-37 cân ok cho em nhá. Áo thể thao thôi chị. 35-37 cân nhá. Lấy 80 đi. Mã là 393 80. Mã là 393. Mọi người muốn săn phao không? Muốn săn phao cho bé bao nhiêu cân comment lên cho em nào mọi người. Muốn săn phao cho bé bao nhiêu cân mọi người comment lên cho em nhá. Trời ơi, con này của bé gái nhà chị nào có khoảng cân nặng 18-21 cân này. 18-21 cân chị siêu đỉnh luôn. Chị Jenny Nguyễn. 18-21 cân cho là siêu đỉnh luôn các bà ơi. Lấy 80 đi, mã là 340 80. Mã là 340 80 này. 3340 cho em 80 nhá. Rồi áo phao size to đi ạ. Áo phao size to. Ui con này là dáng dài luôn này mọi người ơi. 45 cân quay đầu cho em thoải mái đi ạ. Bé trai bé gái đều ok dáng dài nhá. Con này mặc thì gọi là đại hàn luôn các bà ơi. 45 cân quay đầu các bé nhá. Con này em lấy mọi người 170 đi ạ. Mã cho em lấy 150 đi. Này lấy 150 đi. Mã là 5, mã là 952 này. 150 con này nhá. Mã là 952, 45 cân quay đầu bao đẹp luôn. 150 cho em lên mã là 952. 150 này, mã là 952. Ủi bé trai 11 kg, rất nhiều bản đẹp luôn chị ơi. Lúc em nhìn thấy mấy con được nhìn sướng lắm luôn ấy. Đây. Nhiều con gọi là mọi người nhìn cái là thích, nhìn cái là mê luôn này. Đây bọn các bà ơi, 11 kg các chị lấy cho con này đi. Em đảm bảo là trời ơi nó sướng lắm luôn ấy. 10 cho đến 13 cân nhá. 10 đến 13 cân mặc được này. Đây siêu đẹp luôn các bà ơi. 10 đến 13 cân nhanh tay cho em nhá. Em lấy các chị bảng này 90. Mã là 259 90.
Mã 259 con này không đẹp không lấy tiền luôn này. 90 cho em ạ. Mã là 259 chị ơi, 90. Mã 259 cho em này. 90.000. Cho em mã là 259 đi ạ, 90. Mã 259 nhá. Rồi. Ôi dì Lê của các bé xinh quá này, 18-21 cân. 18-21 cân con này không đẹp không lấy tiền luôn. Dì Lê phao lông vũ nhá. Phao lông vũ cho em này dì Lê của các bé. Cái màu hồng này nhìn xinh nhở. Màu hồng này quá là đỉnh luôn này. Em lấy 80 thôi ạ. Mã là 298, 80. Mã là 298 nhá, 80.000 chị ơi. Với bên màu gì comment nhá. Màu khá là đa dạng luôn. Màu khá là đa dạng và chất thì thôi không phải nghĩ luôn các bà ơi. Đây. Đây, con này chị nào thích mặc lông vũ lấy con này đi ạ. Size cho bé 10 đến 13 cân nhá. 10 đến 13 cân mình lấy con này cho em này. Chất rất đẹp luôn các bà ơi, có mũ. Chị ơi có mũ thì lấy nhá. 10 đến 13 cân size nhí ạ. Em lấy bản này em lấy 90, mã là 273 90 này. Mã là 273 chị ơi, 90.000 này. Mã là 273 90 nhá. Mã là 273 cho em ạ. Rồi lên một con trần bông size to đi. Con trần bông này các bé trai bé gái mặc đều ok cho em nhá. Các bé gái mà thích mặc sạch thì lấy cái này cũng được. Nó là bo dòng bo chun ở gấu nhá. Đây này. Nó là bo chun ở đằng sau này. Đằng trước không bo chun nhưng đằng sau bo chun cho em nhá. Con này chị nào con là chị nào có cân nặng 30 35 cân ok ạ. 30 35 cân ok nhá. Chất rất đẹp luôn các bà ơi. 30 35 cân lông vũ. Lấy 150 đi. Mã là 122 150 này. Cho em mã 122 150 những con áo phao lông vũ này cho các bé size lớn các bà lấy giá đấy gọi là không có gì miễn bản miễn chê luôn đấy các bà. Rồi ôi con này nó xinh gì đâu bé gái cho em nhá. Bé gái cho em ạ, 10 13 cân. Con này xinh xỉu luôn các bà ơi. Trần bông bên trong có lót lông toàn bộ này. Cái lót lông của nó lớp lót lông rất xịn luôn nhá. 10 13 cân bé gái ạ. Em lấy các bé con này 100.000 đi. Mã cho em là 208 này. 100.000 thôi. Cho em mã là 208 nhá. Chất rất đẹp luôn, 100.000. Mã 208 cho em này. Rồi. Đây, ui con này xinh thế các bà ơi. Đẹp nhở. Bé trai bé gái mặc đều ok cho em nhá. 15 16 cân, 17 cân ok, 15 17 cân này. Chất rất đẹp luôn. 15 17 cân màu của nó sang nhở. Màu của nó rất là đẹp luôn các bà ơi. 15 17 cân ạ. Lấy các bé con này 50.000. Mã là 947 nhá, 50 thôi. Mã 947 khao trần cho em quá đẹp này. 50.000 mã 947 ạ. Rồi, xem nào. Ui con này của bé gái mọi người ơi. Con này của bé gái này xinh lắm. Bé gái cho em nhá. Bé gái cho em này 18-20 cân đi ạ. Bé gái 18-20 cân. Ui con này xinh thế các chị ơi. 18-20 cân lấy cho con đi. Bên dưới nó là bè bèo nhá. Cực kỳ ấm luôn con này. 150 mã là 789 150. Cho em mã là 789 150 này. Mã là 789 chị ơi, 150 thôi. Mã 789 cho em nhá, 150.000. Mã là 789 cho em ạ. Rồi con này xinh quá. Bé gái các chị nào có khoảng cân nặng từ 12-15 cân. 12-15 cân ok. Rất đẹp luôn. Baby Gap cho em mọi người ơi. Hàng hiệu của Gap cho em nhá. Trời ơi con này xinh quá. 12-15 cân. Lấy 100.000. Mã là 383 này, 100.000 thôi. Mã 383 100.000 nhỉ ơi. Mã 383 cho em ạ, 100.000. Mã là 383 nhá, 100.000 cho em này. Trời ơi. 10-13 cân bé trai bé gái mặc đều ok. 10-13 cân nhá bé đây này. Săn nách cho em ạ. Mặc rất đẹp luôn. Di lê dòng này cực kỳ ấm. Lấy 80 đi. Mã 209 80. Cho chị Ái Trần. 80 mã 209 cho em nhá. 80 này. Mã là 209 80 này. Nhanh tay nhá. Mã là 209 80 này. Ê, hay là bây giờ để nó không ai. Rồi con này đẹp này mọi người ơi. 20-25 cân. 20-25 cân ok nhá. Phao lông vũ siêu nhẹ. Phao lông vũ siêu nhẹ cho em nhá. 120 mã là 169 120 ạ. Mã là 169 bé trai nhá. 120 mã 169 cho em này, 120. Mã là 169 này. Rồi, ui đây. Cái con này nó vintage vô cùng luôn các bà ơi. Con là chị nào có khoảng cân nặng 20-25 cân ok này. 20-25 cân áo phao bé gái nhá. Con này nó là dòng trần bông cực kỳ ấm luôn các bà ơi. Lấy 100.000 đi, mã là 121. 100.000 cho em nhá. Mã là 121 này, 100.000. Mã là 121 cho em nhá. Rồi, muốn em lên màu gì và cho bé trai hay bé gái thì comment nhá. Mặc đấy size 140 nhưng form này nó nhỏ này mọi người ơi. Form này nó nhỏ dành cho các con 20-23 cân thôi ạ. 20-23 cân thôi cho em nhá. Form nhỏ thôi ạ, nó là bo chun nhá. 20-25 cân, 20-23 cân xin lỗi mọi người. Lấy 50 đi, mã là 884 50 này, nhanh tay chất rất đẹp luôn mọi người ơi. Mã là 884 nhá, 50 này. Mã là 884 cho em nhá. Rồi mọi người ơi, tương tác tích cực lên cho em nào. Muốn em lên size chị Phạm Lan Hoa. Lông vũ siêu nhẹ bé gái 24kg à. Lông vũ siêu nhẹ bé gái 24kg có đấy chị ơi. Có đấy nhưng mà cái này thì chị phải theo like em một tí. Vì bây giờ là em chưa nhìn thấy. Ui đây có những con này siêu phẩm luôn này các bà ơi. Đẹp nhở. Ui toàn là hiệu thôi các chị ơi. Ê, bé trai cho em nhá. Bé trai nhà chị nào có khoảng cân nặng 23-26 cân đi ạ. 23-26 cân siêu đẹp luôn các bà ơi. 23-26 cân chị lấy con này cho em này. Nó là hàng trần bông dày ấm nhá. Mặc con này siêu ấm luôn đấy.
lấy con này 140 đi, mã là 392, 140.000 nhá, mã 392 cho em này, nhanh tay chất rất đẹp luôn. 140.000, mã là 392 ạ. Rồi ôi con này cho em này mọi người ơi, lông mũ nó là mũ lông thật luôn á. Mũ nó là mũ lông thật, hàng của cái gì đây? Gáp hay sao đây này? Ôi mọi người ơi, con này cực kỳ xịn luôn, mã lái xe 120 của Gáp nhá. Mã lái xe 120 cho em các bé nào 20 23 cân ok này. 20 23 cân ok nhá mọi người ơi. Bởi vì mình còn mặc áo trong nữa mà. Lấy rộng rộng ra một tí cho em này. Con trai con gái mặc đều ok nhá. 20 23 24 cân ok nhá. Rồi, con này chị các chị không lấy hơi phí luôn này. Lấy 140 đi, mã là 178 cho em 140.000. Cho em mã là 178 nha, chất rất đẹp luôn. 140 cho em mã là 178 này, con này siêu xịn luôn các chị ơi. Chị nào lấy được con này thì sướng này. 140 mã là 178. Rồi, lên một con của Colombia đi. Con này của Colombia cho em nhá. Chị Đoàn Loan. Colombia mã này size 120 này các chị ơi. Colombia mã này size 120. Trời ơi, con này các bạn nam mặc quá đẹp luôn này. Các bạn nam mặc quá đẹp luôn bản này mọi người ơi. Size 120 cho em nhá. 23 26 cân đi ạ. 23 26 cân ok này. Chất rất đẹp luôn các bà ơi. 23 26 cân nhá, mặc dáng dài cho các bé ạ. Bé trai mặc con này quá đẹp luôn. 23 26 cân. Lấy 90 đi ạ. Mã cho em là 234 90.000 này. Mã 234 Colombia nhá. Chị nào lấy được con này thì gọi là siêu sướng luôn. Siêu sướng luôn mọi người ơi. Rồi. 90.000. Thế á? Xả kho áo trẻ em thôi. Không được viết tắt á? Em hỏi anh xem. Rồi, con này cho em quá đẹp luôn này. Mặc này size 120 mọi người ơi. Nhưng mà form nó nhỏ lắm. Form nó nhỏ lắm. Lấy cho em 18-20 cân thôi ạ. 17-20 cân cho em ok nhá. 17-20 cân. Trời ơi, con này không lấy thì lấy con nào đây các bà ơi. Bản này không lấy thì lấy con nào đây. Trời ơi, con này siêu xinh luôn ý. Nhìn kiểu tiểu thư nhở. 17-20 cân các chị lấy luôn bản này cho em này. Lên cho em con này 100.000 đi ạ. Mã cho em là 316 nhá. 100.000 cho em này. Mã 316 nhanh tay 100.000. Cho em mã là 316 chị ơi, 100.000 thôi. Mã là 316 cho em nhá. Nhanh tay này 100.000. Ui con này xinh quá. Bên trong của nó này trần bông toàn bộ cho em nhá. Và nó rất là ấm. Nó rất là ấm mọi người ơi. Bản này cho em các bé nào có khoảng cân nặng 12-15 cân đi ạ. 12-15 cân nhanh tay này. Xinh cực luôn ấy, 12-15 cân. Lên cho em con này 50 đi. Mã là 927-50 này. Trời ơi, vừa bán vừa tặng luôn các bà ơi. 50 nhá, mã là 927-12-15 cân. Các chị lấy luôn, đảm bảo là 50.000 một bát phở mà các bà lấy cho con là một cái áo nó quá là đẹp luôn ấy. Rồi, áo di lê có mũ nhá. Áo di lê có mũ này, các bé trai cho em. Hả? Hóng sơ mi à? Ôi, ok, lên một ít sơ mi nhá. Lên một ít sơ mi nhá. Bé trai nhà chị nào có khoảng cân nặng 25-27 cân ok này. 25-27 cân, trời ơi, chất của nó đẹp siêu xịn luôn các bà ơi. Ui, con này là của ôm pass size 85. Mà lấy cho em 25 cân quay đầu đi. 23-25 cân là rất đẹp luôn này. 80 đi ạ, mã là 337 80 này, lên cho em mã là 337 80 nhá, 337. Lên một ít sơ mi nhá, sơ mi thì chủ yếu nó là sơ mi trắng thôi các bạn. Chủ yếu là sơ mi trắng thôi. Con này của Tommy này. Không có đâu ạ. Mà mang đấy là 18-24 tháng. Con này lấy cho các bé từ 9 cho đến 12 cân. Cho 10-13 cân đi mọi người. 10-13 cân ok này. 10-13 cân các bé mặc con này ok cho em nhá. Hàng hiệu của Tommy ạ. Tặng các con 50 đi. Mã cho em là 733 50 nhá. Nó trông nó hơi bị bẩn nhẹ nhẹ một tí ở đây thôi. Không có nhìn thấy rõ đâu. 50 nhá. Mã là 133. Con là chị nào 10 cho đến 13 cân là quá đẹp luôn. Ờ, mọi người ơi, em sẽ tặng con này cho chị nào đây. Tặng con này cho chị nào có lượt chia sẻ nhá, tặng không đồng luôn đấy. Tặng không đồng luôn cho chị nào có lượt chia sẻ nhá. Hàng hiệu của Nike cho em này. Hiệu của Nike cho bé nhà chị nào con trai con gái mặc đều ok nhá. Mà con trai mặc thì sẽ đẹp hơn. Size cho em 13 15 cân đi ạ. 13 15 16 cân ok nhá, tặng không đồng luôn. Lên mã là 686 cho em mọi người ơi. Tặng không đồng nhá, lên mã là 686 cho em không đồng mọi người ơi. Lên mã là 686 này. Rồi, ui, con này cho em này mọi người ơi. Áo này là áo của các chị nữ ấy. Áo này là áo của các chị nữ ấy mọi người ơi. Không phải là áo của các bé đâu. Áo này là áo của chị em mình nhá. Size này cho em size XS nhá, 45 cân quay đầu. 40-45 cân, siêu xinh luôn này. 40-45 cân, siêu xinh luôn các bà ơi. Con này là của các chị nữ nhá mọi người. Tay nó dài, này là của người lớn rồi, không phải của trẻ con đâu ạ. Em lấy các chị 80, mã là 48. 80 nhá, mã 48 cho em 80 này. Mã là 48 đi ạ. Rồi. Ủa em, cái này toàn là áo của người lớn à? Cái này là người lớn.
Đây bà này cũng là của người lớn luôn mọi người ơi, size S này. 6 cho chị Nhung Lương. Size S này. Chị nào mà thích size S mình lấy con này cho em này. 50 cân quay đầu cho em ạ, mua cho các mẹ luôn này mọi người ơi. Đảm bảo giá siêu hời luôn, sơ mi thâu trắng nhá. Lấy 100.000 con này đi, mã là 949 này. 100.000 nhá. Áo rất đẹp luôn. Mã là 949 cho em 100.000 chị ơi. Mã là 949 cho em này 100.000. Mã là 949 cho em nhá. Rồi có con đáp xịn này. Sơ mi trẻ em à? Ok. Sơ mi cộc tay. À sơ mi cộc tay nó không có nhiều đâu mọi người ạ. Đây có con này áo phông của đáp xịn này. Đa xị này mà mác nó đánh là size S để cho các bé nào có khoảng cân nặng cho em từ 12-15 cân. 12-15 cân mà các bé trai nhá, 12-15 cân bé trai ạ. Lấy 70, mã cho em là 687 này. 70 nhá, mã 687 chị ơi, 70 này. Đây, sơ mi thì em có con này của Âu Navi bé gái cho em nhá. Âu Navi bé gái 8-10 cân cho em này. 8-10 cân Âu Navi bé gái cho em nhá. Lấy các chị 40 đi, lấy 40 luôn nhá. Mã là 750 này. 40.000 mã 750 con này Âu Navi quá đẹp luôn. Còn là chị nào từ dưới 10 cân là mặc rất xinh luôn. Rồi con này xinh quá, ui bé xíu luôn mọi người ơi. 8-10 cân này, 8 đến 10 cân thì em siêu xinh luôn các bà ơi. Các bé gái mà con này bao đẹp luôn. 8 đến 10 cân của bé gái nhá. Lấy 40 đi. 49 cho chị Đoàn. Lấy 40 nhá. Mã cho em là 1 đi ạ. Lấy 40 mã 1 cho em này. Sơ mi thì hàng sơ mi thì chủ yếu là của các bé thôi mọi người ạ. Của các bé thôi. Đây, con này chị nào có khoảng cân nặng 25-28 cân này. 25-28 cân rất xinh luôn. 25-28 cân cho em nhá. Con này bao đẹp luôn, bé gái này. 25-28 cân ạ. Lấy 40, mã là 182. 40 cho em nhá. Mã là 182 chị ơi, 40 thôi. Mã là 182 cho em này. Rồi, bản này cũng thế này mọi người ơi. Con này là của cái gì đây? Zara cho em này mọi người. Zara size 11-12 tuổi đi ạ. Size này bản này khá là to đây. 11-12 tuổi cho em nhá. Các bé có khoảng cân nặng cho em tầm 40 cân, 35-40 cân ok này. Siêu xinh luôn. 35-40 cân sơ mi hàng Zara của các bé nhá. Lấy 40 đi ạ. Mã là 906, 40.000. Mã là 906 cho em 40. Chị Trần Hà. 40, mã 906 cho em nhá mọi người ơi. 40 thôi ạ. Rồi. Con này của Polo Ralph Lauren. Polo Ralph Lauren cho các bé nào có khoảng cân nặng 30-35 cân này. 30-35 cân cho em nhá. 30-35 cân cho em nhá mọi người ơi. Lấy 40 đi ạ. Mã là 951. Mã 40 nhá. Mã 951 cho em này. Đây chín sửa mã chị. 40 nhá. Mã là 951 cho các bé này. Rồi, con này săn nách các con mặc quá xinh luôn này. Con là chị nào có khoảng cân nặng 15-17 cân ok. 15-17 cân nhá. Ừ, xin lỗi mọi người, con này nó là váy của các bé size nhỏ đấy ạ. Nó là váy không phải là áo đâu. Nó là váy của các con từ 8 cho đến 10 cân nhá. 8 đến 10 cân bé gái này. Trời ơi, con này mặc các bé mặc xinh xỉu luôn. 8 đến 10 cân của các bé nó là váy nhá mọi người ơi. Lấy 40 đi ạ. Mã là 9, mã là 501. 40 cho em mã 501 nhá. Trời ơi, mấy chục nghìn một con áo siêu xịn nha các bé, mặc quá sướng luôn này. Zara Kids size 13-14 tuổi này. Zara Kids size 13-14 tuổi. Con là chị nào có khoảng cân nặng 40-45 cân ok. 40-45 cân nhá. Form của nó to lắm, nó 164 cm này. Rồi, con là chị nào 45, xin lỗi. 35 cái gì nhỉ? Em vừa bảo xong mà đã quên mất rồi. Đấy, con là chị nào có khoảng cân nặng 40-45 cân ok nhá. 40-45 cân size to cho em này. Các chị size XS vẫn mặc được cho em nhá. 50.000, lấy 40 đi. 40, mã là 530 này. 40 cho em nhá. Mã là 530, chất bao đẹp luôn. 40 cho em mã là 530 đi ạ. Rồi, hàng các bé gái size lớn ấy nó cũng to, nó to tương đương người lớn luôn ấy. Ví dụ như con này này, mang đánh size là con này của Zara Kids, mang đánh size 11-12 tuổi ấy mọi người. Nhưng mà form của nó khá là to đấy. Các chị em mình size XS vẫn mặc được cho em nhá. 45 cân quay đầu này. 45 cân quay đầu cho em nhá. Xuất sắc luôn mọi người. 45 cân quay đầu, lấy 40 thôi. Mã là 583. 40 thôi nhá. Chất rất đẹp luôn. Mã 583 40 chị ơi. Mã cho em là 583. Nói chung là cái hàng mà em tri ân này này thì em ưu tiên chốt cho các chị nào là khách quen của nhà em rồi nhá mọi người ơi. Rồi, bản này cho các chị nào cho em có con cho em 18 đến 22 cân đi ạ. 18 22 cân. Trời ơi cái cổ này quá xinh luôn các bà ơi. 78 tuổi ấy, 18 22 cân ok nhá. Lấy các chị bản này 70. 70 cho em nhá. Mã là 519 đi ạ. 70 này. Đây mã là 519, con này quá xinh luôn mọi người ơi. 70 nhá, lên mã 519. Chị Vinh Vũ. 70 ạ, lên mã 519 mọi người ơi. Sơ mi em không có nhiều lắm đâu. Có vài con thôi nên là chị nào thích lấy thì nhanh tay nhá. Rồi mã đánh size 150 này. Con là chị nào có khoảng cân nặng 40-45 cân ok. Xinh lắm các bà ơi, nó làm kiểu sơ mi tầng ấy. 45 cân quay đầu, 40-45 cân. Lấy 40, mã là 242, 40. Mã 242 nhá, 40 thôi chị ơi. Mã cho em là 242. Rồi ôi con này quá đẹp luôn, táp Lauren này. Polo Ralph Lauren, cái này các chị nữ mình mặc được luôn đấy mọi người ơi, không phải là của trẻ con đâu. Cái này của người lớn nhá mọi người ơi. Polo Ralph Lauren của người lớn này. Bản này cho em nhá. Các bé gái mà phải size to mới mặc được, kiểu cấp 3 rồi ấy mọi người. Đấy, hoặc là các chị nữ cho em nhá. Size này 50 cân quay đầu thoải mái đi mọi người.
50 cân quay đầu thoải mái này, 50 52 cân ok. Chất rất xịn luôn. 50 52 cân nhá, polo ráp Lauren con này bao xịn luôn này, không đẹp cho hoàn hàng luôn mọi người ơi. Em lấy tặng mọi người con này 50 đi. Tặng mọi người con này 50 nhá. Mã là 710 50 này. Lên mã là 710 polo ráp Lauren cho em nhá. 50 ạ, mã là 710. Rồi ôi, con này xinh quá, giờ pha dơ này mọi người. Bản này cho các chị nào có con gái hoặc con gái sạch, con gái lớn hoặc là các chị nhá. Size cho em dưới 48 cân đi ạ. 43 48 cân ok này. 43 cho chị Thanh Lam. 43 48 cân ok cho em nhá. Lấy 40 đi ạ. Mã là 582 40. Mã 582 nhá, chất đẹp vô cùng luôn. Lấy 40 thôi, mã là 582 này. Rồi, mọi người ơi, à, lên nốt con HM này thì xong rồi em sẽ lên này nhá. Em sẽ lên hàng phao nhá. Với phao nhiều con đẹp lắm. Chắc là các chị cũng muốn săn được những con phao xịn với giá ok đúng không? Mình sẽ lên phao nhá. Con này HM cho em này mọi người, còn nguyên tang luôn. Còn nguyên tang luôn HM nhá. Con là chị nào có khoảng cân nặng từ 35 đến 40 cân đi ạ. 35 40 cân mặc sơ mi này quá đẹp luôn này. Không cho chị Phạm Lan Hoa. 35 đến 40 cân 100.000 cho em mã là 658. 100.000 nhá, mã 658 này, HM còn nguyên mạc luôn á. HM còn nguyên mạc luôn này. Rồi, rất là nhiều con đẹp luôn này các bà ơi, đảm bảo là các chị sẽ đây, ui con này siêu xịn, bên trong này lót này. Cực kỳ ấm luôn nhá. Con trai các chị nào có khoảng cân nặng cho em 12 15 cân ok đi ạ. 12 15 cân lấy luôn bản này chị ơi, 12 15 cân lấy 80. Mã là 862 80 này. 80 cho em nhá. Mã là 862 chị ơi, 80 thôi. Mã là 862 nhá. Ôi đây. Con này siêu xịn luôn các bà ơi. Siêu siêu xịn luôn này. Siêu xịn luôn. Con này nó là cái gì đây mọi người? Tự nhiên em quên nhỉ. Paka cho em nhá. Paka cho em nhá, của các bé trai đi ạ. Con này chị nào có khoảng cân nặng 16 18 cân ok này. 16 18 cân lấy được con Paka này gọi là siêu sướng luôn các bà ơi. 150 con này. Con này lấy 140 đi. 140 nhá, mã là 398 này. 140.000 cho em mã là 398, chất rất đẹp luôn các bà ơi. 140.000 mã là 398, hàng hàng gọi là siêu đỉnh luôn đấy. Cái con đấy hội trong vụ là tranh nhau mua đấy các bà ơi. Baby Gap cho em này. Baby Gap cho em để bé gái cho em nhá mọi người. Cái này bé gái hoặc là bé trai mà nhỏ nhỏ mà cũng xinh này. Nhìn cái đằng sau của nó máy đẹp chưa? Vì cái đằng sau của nó rất xịn luôn các bà ơi. Bản này cho em các bé nào có khoảng cân nặng 10 13 cân ok, bên trong có lót lông toàn bộ. Bên trong có lót lông toàn bộ cho em nhá. Lấy 100.000 con này mã là 309. 100.000 nhá, nhanh tay cho em mã 309, cả bé trai bé gái đều mặc được. 10 đến 13 cân là ok này. Rồi, em xem nào. Ui, con này của đây. Quá là xịn luôn mọi người ơi. Đẹp nhờ. Bản này cho em các bé có khoảng cân nặng 10 đến 14 cân nhá. 10 đến 14 cân ok. Lấy 40 đi, mã là 115, 40 cho em này. Mã là 115, mặc thời tiết này rất đẹp luôn nhá. 40 cho em, mã là 115 chị ơi, 40 thôi. Mã là 115 cho em nhá. Rồi bé cả là Leroma cho em Paris. Con này cho em cực kỳ dày ấm và xịn luôn này. 13, 16 cân ok ạ. 13, 16 cân ok nhá. 13, 16 cân thì chất siêu xịn luôn các bà ơi. Em tặng cho mọi người với cái giá ngã cây luôn này. 70 đi ạ, mã là 912. Trời ơi, cái con phao trần này nó siêu xịn luôn. Màu nó cũng rất đẹp nữa. 70 thôi mọi người ơi, mã là 912. Các chị không lấy con này là quá tiếc luôn. 70 cho em nhá, mã là 912 đi ạ. 70 chị ơi, mã là 912. Rồi polo cho em này. Polo cho bé gái cho em có size là 10 đến 13 cân đi ạ. Bé gái 10 13 cân. Yên Mai. Bé gái 10 đến 13 cân hàng của polo. Trời ơi, con này nó siêu siêu dày luôn các bà ơi. Xịn nhờ. Lấy các chị 120, mã là 193 120 này. Mã 193 rất xịn luôn nhá. 120 mã 193, chị nào năm nay đã mua phao nhà em rồi thì mọi người biết rồi đấy mọi người. Vết chất rồi đúng không ạ? Đáp cho em nhá, áo gió đây, vừa em thấy có chị nào lại hỏi áo gió này. Áo gió bên trong có trần một lớp khá là dày nhá mọi người ơi. Đảm bảo là các con mặc đủ ấm ạ. Áo gió cho em này, bé này bé gái cho em nhá. Cân nặng cho em 15-17 cân ok ạ. Cân nặng 15-17 cân của bé gái nhá mọi người ơi. Con này chất rất đẹp luôn. 15-17 cân của bé gái này. Em lấy mọi người con này lấy 40 đi. Mã là 870, 40 nhá. Mã là 870 cho em 40.000 này. Mã là 870, 40 chị ơi. Mã là 870. Rồi, mang đánh size 120 này, con này đơn giản nhẹ nhàng mà đẹp cho em nhá. Bé nào nhỉ? Cho chị bé nhà chị nào có khoảng cân nặng 18 đến 21 cân này. 18 21 cân lấy con này cho em nhá, rất xinh luôn các bà ơi. 18 đến 21 cân nhanh tay. Lấy 80 đi, mã là 925 80 này. Mã cho em là 925 nhá, 80 thôi chị ơi. Mã là 925. Rồi. Di lê nhá, em lấy một ít di lê đẹp này. Uầy, di lê cho bé gái xinh chưa các bà ơi, di lê tay hến. Con là chị nào có khoảng cân nặng 10 cho đến xin lỗi, 11 cho đến 14 cân. 11 cho đến 14 cân chị lấy con này cho em đi. Bao xinh luôn chị ơi. 11 đến 14 cân cho em nhá. Lấy các chị con này 50 đi ạ. Mã là 291. 50 cho em này. Mã là 291 nhá. Rất đẹp luôn. 50 mã 291 chị ơi, 50 thôi. Mã là 291 này.
Rồi size nhỏ cho em này, 10 đến 13 cân. 10 đến 13 cân các chị lấy con này đi, size nhỏ này. Hôm nay nhiều size nhí quá. Bình thường là nhiều người hỏi mua size nhí cực ý, nhưng mà không có ấy. Đây hôm nay rất nhiều size nhí cho các chị chọn luôn. 10 đến 13 cân nhanh tay nhá. Lấy 60 đi ạ. Mã là 855 60 này. Nhanh tay cho em mã là 855 60 chị ơi. Mã là 855 cho em nhá. Rồi áo phao của bé trai. Trời ơi con này không xịn không đẹp không lấy tiền luôn. Nhìn cái chất phao của nó là mọi người biết rồi đúng không ạ? Bạn đã cho em các bé nào có khoảng cân nặng 15-17 cân đi ạ. 15-17 cân nhanh tay nhá. Con này đẹp siêu đẹp luôn mọi người ơi. 15-17 cân cho em này. Em lấy các chị bạn này 140. Mã cho em là 29-740 nhá. Mã 29-740 nhá. 140 mã 297 chị ơi, 140 này. Mã cho em là 297 cho em nhá. 85 không phải là 835 đâu chị Đinh Quỳnh ơi. Chị Đinh Quỳnh lấy thì lên lại mã cho em nhá. Mã là 385 à? 855. À 855 à. Rồi, bản này cho em nha mọi người, bé gái đi ạ. Bé gái cho em này cực kỳ đẹp luôn các bà ơi, 15-17 cân. 15-17 cân, trời ơi con này siêu xinh luôn này, màu đẹp nhờ. 15-17 cân cho em nhá. 100.000 mã cho em là 417. 100.000 cho em này. Mã 417 chị ơi, 100.000 thôi. Mã là 417 cho em nhá, 100.000. Em mã là 417 đi ạ. Rất đẹp luôn. Ui con này bên trong của nó lót lông toàn bộ luôn cho em này. Rất là ấm nhá các bà ơi, lót lông toàn bộ cho em rồi, xinh chưa? Bé chị nào có khoảng cân nặng 13-15 cân. 13-15 cân nhanh tay này. 13-15 cân cho em bé gái nhá. Chất rất đẹp luôn các bà ơi. Lấy các chị 50 đi ạ. Mã là 56 này. 50 cho em nhá. Mã là 56, chất siêu đẹp luôn, 50 thôi. Mã là 56 nhá. Bé gái 25 kg. Ừ, bé gái 25 cân đúng không? Bé gái 25 cân đợi em một tí nha. Có đấy, nhiều luôn đấy. Nhiều luôn đấy. Đây, bản này cho em nha các chị ơi. Đây bé gái các chị nào có khoảng cân nặng từ 22 cho đến 25 cân này. 22 đến 25 cân các chị lên con này cho em ạ. 22 25 cân các chị lên con này cho em nhá. Lấy 120, mã cho em là 879. 120 nhá. Mã là 879, chất siêu xịn luôn, nó ấm lắm các bạn ạ. 120 mã là 879 này. Rồi, lông vũ siêu nhẹ cho em này các chị ơi. Lông vũ siêu nhẹ cho em nhá. Bé nhà chị nào có khoảng cân nặng từ 20 cho đến 23 24 cân ok này. 20 cho đến 24 cân nhá. Lấy 120 đi ạ. Mã cho em là 379. 120 nhá. Mã là 379. 120 mã 379. Con này nó là hàng lông vũ siêu nhẹ cho em nhá các chị ơi. Màu rất đẹp luôn này. Xinh nhờ, đảm bảo các bé lấy được những con này là sướng. 20 23 cân ok. 20 23 cân cho em nhá. Rồi, bản như thế này thì bé trai bé gái Ngọc đều ok, nhưng mà nó thiên về bé gái hơn mọi người. Lấy cho con gái nhá. Đằng sau nó có bo chun này. Mình lấy cho con gái cho em ạ. Bé nhà chị nào có khoảng cân nặng từ 23 đến 26 cân ok. Đấy chị nào vừa hỏi con 25 cân lấy con này đi. Đảm bảo màu nó rất là sạch, các bé mặc đi học vừa ấm vừa đẹp luôn cho em này. Cổ mũ lông nhá. Cái lông này nó là lông nhân tạo thôi, không phải lông thật đâu. Rồi, bản này em lấy các chị lấy 120 đi. Mã là 218 cho em ạ. 120.000. 120.000 một bản áo phao cho bé. Trời ơi nó quá là rẻ luôn các bà ơi. Nhanh tay mà chốt cho con này. Mã cho em là 218 ạ, mà toàn bản đẹp chứ không phải là cái bản bình thường đâu các chị ơi, thật sự toàn con xinh đẹp dã man luôn đấy. Mã 218 nhá. Ồ đây có nhiều con đẹp lắm này. Ui, Ambro size 90 này. Phải quá đẹp luôn, các bé nào 10 13 cân. 10 13 cân nhanh tay cho em nhá. Nó là lông vũ siêu nhẹ đây chị ơi. 10 13 cân bé trai bé gái mặc đều ok cho em, 10 13 cân đi ạ. Em lấy các chị bản này 90, mã là 949 này. 90 cho em nhá. Mã 949 chất rất đẹp luôn các bà ơi. 90 cái hồng ba lỗ ạ. À. Ừ đúng rồi, con này mini thật chị ạ. À. Con này mini lắm. Con là chị nào từ 9 đến 11 cân ok này. Ui xinh lắm, cái mũ này tháo rời được nhé mọi người. Mũ này mình có thể không thích độ cho con thì mình tháo ra được nhá. Cái hồng mini này xinh dã man luôn này. 9 đến 11 cân đi ạ. 89 cân là mặc được rồi. Lấy 80 mã là 213 giày ấm nhá. 80 cho em mã là 213 đi ạ. Lấy 80 thôi chị ơi, nhiều con size nhí xinh lắm. 80 mã 213 này. Ui con này cho em này. Lông vũ siêu nhẹ, con là chị nào có khoảng cân nặng cho em từ 24 đến 26 cân. 24-26 cân này. 24-26 cân siêu xinh luôn các bà ơi. 80, mã 508, 80. 80, mã 508, 80 nhá. Mã là 508 cho em ạ, lấy 80 thôi. Rồi, đây là hàng của cái gì đây các bà ơi. Ui, con này xịn quá. Con này siêu xịn luôn này. Bé nha, chị nào có khoảng cân nặng từ 16-18 cân ok ạ. 16-18 cân ok cho em nhá. Lấy 40 con này. Mã cho em là 452. 40 thôi, mã là 452, không đẹp không lấy tiền luôn này, hàng xịn sò đấy ạ. 40, mã 452 cho em nhá, 40.000 này. Mã là 452 ạ. Rồi, đây con này. Hàng con này size to rồi mọi người ơi. Trai gái mặc đều hết, được hết cho em con này. Màu này. Màu này bé trai bé gái mặc đều được hết cho em nhá. 45 cân quay đầu ạ. 40 45 cân ok. 40 45 cân nhất size to. Em lấy các chị bản này 120, mã cho em là 156 này. 120 lên mã là 156 cho em nhá. Rất đẹp luôn các bà ơi, 120 thôi. Mã là 156.
Trời ơi, bé trai cho chị Đào có khoảng cân nặng 12-15 cân này, nhanh tay này. 12-15 cân không đẹp không lấy tiền các bạn luôn. Nó lông vũ siêu nhẹ nhá, 12-15 cân. Lấy 120 mã 306. 120 cho em này, mã là 306 chị ơi, 120 đi ạ. Lấy mã là 306 cho em nhá. Rồi, di lê của bé gái size to, hàng của Sapo, mã này size S cho em. Bản này chị Đào có con gái cho em 38-42 cân ok ạ. 38-42 cân nhanh tay được, chất rất đẹp luôn. 38-42 cân nhanh tay. Lên cho em 80, mã là 341 80 nhá. Mã là 341 đi ạ, 80 chị ơi. 80, mã là 341 cho em này. Rồi. Ồ, con này xinh quá này các bạn ơi. 306 cho chị Ái Trần. Size to nhá, dành cho các bạn nam đi ạ. Con này các bé nam nào có khoảng cân nặng cho em từ 25 27 cân là mặc đẹp này. 25 27 cân các bạn lấy con này đi mọi người ơi, rất đẹp luôn. 25 27 cân của bé trai nhá, bé gái mà cũng được nhưng mà cái này nó thiên về bé trai hơn. Rồi, em lấy con này 80 thôi. Mã là 797 này. 80 cho em nhá. Mã là 797. Chị nào mà vụ vừa rồi đã mua phao trẻ em của nhà em thì mọi người biết cái chất phao của nó như nào rồi đấy ạ. Đảm bảo là mặc chỉ có thích thôi. À, sơ mi em vẫn còn nhưng mà có mấy sơ mi của bé cha, bé gái thôi mọi người ơi. Đây, sơ mi của bé gái đây. Em lên luôn cho các chị nhá. Nhiều con xinh lắm các bảo ơi. Rồi, con này cho em các chị nào có con gái size to cho em nhá. 38-42 cân ok ạ. 38-42 cân con này mặc mát mà chất đẹp lắm. 38-42 cân ạ. Lấy các chị bản này 40, mã là 526. 40 nhá, mã 526 thêm. 40. Rồi, con này các bé Adidas này, mặc cho các con đi bơi hoặc là mặc chơi thể thao mùa hè cho mát này. Bản này các bé nào có khoảng cân nặng 10-13 cân ok. 10-13 cân cho em nhá. Lấy con này lấy 40 đi. Mã là 649, 40 à, hàng của Đát, mặc cực kỳ mát luôn. Mã 649 cho em nhá, 40 thôi. Rồi, ui con này điệu thế các bà ơi. Điệu nhờ. Qua cái gì đây, tra Fulix cho em này. À, Zara cho em mọi người ơi. Con này là của Zara cho em nhá. Bản này cho em cho chị Nguyễn Dây. Zara chị nào có, con này chị nào có khoảng cân nặng 12-15 cân ok ạ. 12-15 cân lấy luôn nhá. Xinh cực luôn các bà ơi. 12-15 cân lên con này. À, em lấy con các chị 40, mã 507 này. 40, mã 507 nhá. Phao size nhỏ đi em. Cái gì? Lên phao size nhỏ. Phao size nhỏ à? Ok, phao size nhỏ đây. Con lông vũ siêu nhẹ này. Các bà không lấy thì lấy con nào đây. Nam nữ mặc đều ok này. Nam nữ mặc đều ok, nó là lông vũ siêu nhẹ cho em nha mọi người. Nó là hàng lông vũ đấy ạ. 507 cho chị Bùi Duyên. Thành phần của nó là 100% là lông vũ đây này. Con này cho em các bé có khoảng cân nặng từ 15 cho đến 18 cân ok ạ. 15-18 cân nhá. Lấy con này 80, mã là 192, 80 này. Mã là 192, không đẹp không lấy tiền luôn. 80, mã là 192 cho em nhá. Rồi đây, size nhỏ đây các bà ơi. Con này xinh quá này. Trai gái mặc đều ổn cho em này. Trai gái mặc đều ổn cho em nhá. 11-13 cân. 11-13 cân, trời ơi, chất của nó đẹp đỉnh luôn các bà ơi. Con này chị nào 11-13 cân lấy luôn. 70, mã là 156, 70 nhá. Mã là 156 cho em ạ, 70 chị ơi. Mã là 156 này. Rồi bé gái size nhỏ, trần bông rất là dày các bà ơi. Rất là dày luôn này. Con là chị nào có khoảng cân nặng là 15-17 cân nhá. 15-17 cân cho em thích dày ấm thì mình lấy con này. Lấy các chị 100.000, mã là 201. 100.000 nhá, lên mua mã 201 chị ơi, 100.000 thôi. Mã là 201, 100.000. Mã cho em là 201 nhá. Ôi, size nhỏ đây. Bản này mặc rất là đẹp luôn này các bà ơi. Nó là lông vũ siêu nhẹ nhá. Con là chị nào 10 cho đến 12 cân. 10 đến 12 cân lấy luôn này. Nó là dòng lông vũ siêu nhẹ cho em nhá. 10-12 cân lông vũ siêu nhẹ ạ. Lấy 80, mã 233, 80 thôi. Mã là 233 nhá. Nó là lông vũ siêu nhẹ cho em đấy ạ. 100% lông vũ. 80, mã là 233 này. Rồi đây, ui, con này là Adidas mọi người ơi. Adidas cho em nhá. Adidas bé trai. 233 cho chị Yên Mai. Adidas bé trai nhá. Con là chị nào có khoảng cân nặng từ 15-17 cân ok này. 15-17 cân nhá. Chất rất đẹp luôn các bà ơi. 15-17 cân ạ. À, lên 90.000 cho em. Mã là 670 này. 90.000 nhá. Mã là 670, chất cao đẹp luôn Adidas. 90.000, mã là 570 cho em này. Rồi, bản này cho em là hàng hiệu của cái gì đây? À, Tommy cho em mọi người ơi. Tommy, sơ mi của bé trai nhá. Con là chị nào có khoảng cân nặng 13-16 cân ok này. 13-16 cân, trời ơi, con này đẹp đỉnh luôn các bà ơi. Tommy cho em này, 13-16 cân lên luôn ạ. Lấy 50, mã cho em là 882, 50 một con sơ mi này. Các bé mặc mùa này quá là đẹp luôn các bà ơi. Mã là 882, 50 nhá, không có nhiều đâu. Nhưng chị nào lấy được thì lấy, còn không thì là không còn để mà mua luôn ấy. Rồi, HM, à con này Zara. Zara kit cho em. Cho chị Yên Yến. Zara kit cho em nhá, mang đánh size 5 đến 6 tuổi này. Tương đương với bé có khoảng cân nặng từ 17 đến 20 cân thôi. 17 đến 20 cân nhá, size này nó khá là nhỏ. Mình mặc cho các con rộng rãi ra một tí nó dễ chịu hơn. 17-20 cân nhanh tay, lấy 40, mã là 565 này. 40 mã 565, hàng của Zara cho em nhá mọi người ơi. Zara toàn con mới lắm. Mã là 565 này. Rồi, HM.
hâm bầu cho em nhá. Con là chị nào có khoảng cân nặng 20-25 cân? Thôi chị Trương Vũ Trang 20-25 cân, nhanh tay này, 20-25 cân bé gái ạ. Zara, à xin lỗi, con lại hâm bầu 20-25 cân, 40, má là 516. Ăn cho chị Bùi Duyên 40, má 516 nhá, 40 chị ơi. Rồi các bà ơi, sơ mi em sắp hết rồi, không có nhiều đâu. Sơ mi của các bé ít lắm. Và bản này Zara cho các bé 12 tuổi này, tương đương với các con có khoảng cân nặng từ 30-35 cân. Xinh lắm này các bà ơi, 30-35 cân, nhanh tay nhá. Lấy 40, mã là 386. 40 thôi, mã là 386 rồi. Có mấy con sơ mi đó là hết rồi, nên chị lấy sơ mi thì nhanh tay nhá. Rồi Zara Girl này, Zara Girl size 11-12 tuổi cho em ạ. Con nhà chị nào có khoảng cân nặng từ 28-32 cân, 28-32 cân, chất xinh lắm này các bà ơi, mát nhá. 28-32 cân, lấy 40, mã 690. Zara Girl này 40, mã 690 cho em nhá. Rồi con này xinh quá đây các bà ơi, 40-45 cân, ok, 40-45 cân của các bé nhá, các bé size lớn đấy ạ. Lấy 40 đi, mã là 149. 40, mã 149 chị ơi, 40 thôi. 690 cho chị. Mã là 149 nhá, 40 thôi ạ, mã là 149. Rồi chị nào hỏi em áo phao size nhỏ các con này, con này chị nào có khoảng cân nặng 12-15 cân, lấy luôn con này cho em này. 12-15 cân cho em nhá, chất siêu đẹp luôn các bà ơi. 12-15 cân các bà nhanh tay cho em con này. Lấy 90 thôi ạ, mã là 302. 90.000 mà 302 nhá. Bình thường những con này ở trong vụ là bán 150 đấy các bà ơi. Các bà mua được hôm nay là quá sướng luôn này. Rồi lông vũ siêu nhẹ cho em. Trời ơi con này 100% là lông vũ hàng của Polham mọi người. Chị Hào. Hàng của Polham cho em nhá, siêu xịn luôn này. 17-20 cân cho em ạ. 17-20 cân, dòng lông vũ siêu nhẹ hàng của Polham. Lấy 120, mã là 287. Khép cửa vào nóng quá nhỉ. 120, mã là 287 cho em này, 120 thôi. Mã là 287 nhá, 120 nhá. Rồi phao trần bông cho em ạ. Phao trần bông của Tom Kit, mang cái size 130. Con này chị nào mặc con này lấy cho các bé trai đi. Các bé trai mặc sẽ đẹp hơn này. Cân nặng cho em từ 20-25 cân, ok ạ. 20-25 cân, nhanh tay nhá. Lấy 120, mã là 365. 120 cho em này, mã là 365, chất siêu xịn luôn đấy. 120, mã là 365. Rồi lên một con màu đỏ đi các bà ơi. Màu đỏ bản này của cái gì đây? Adidas này các bà ơi. Adidas cho em này. Con này xinh lắm này, bé trai bé gái mặc đều ok nhá. Con là chị nào có khoảng cân nặng cho em từ 13 cho đến 16 cân. 13-16 cân của bé trai bé gái mặc đều được cho em này. Em lấy các chị 120, mã là 981 cho em ạ. 120 nhá, mã là 981, nhanh tay 120. Mã là 981 anh chị ơi, 120. Mã là 981 nhá. Mọi người muốn mua size to hay size bé thì comment cho em nào các chị ơi. Muốn mua size to hay size nhỏ comment cho em nào. Cái hồng nhỏ có tay. Hồng nhỏ có tay à? Ok, đợi em một tí nhá. Rồi bản này cho em các bé gái này các chị ơi. Bé gái con là chị nào có khoảng cân nặng 20-23 cân. 20-23 cân, siêu xịn luôn các bà ơi, nó dày ấm lắm. Nhận hàng là các bà sướng liền à. 20-23 cân, nhanh tay nhá. 80, mã 237 này. 80 lên mã 237 cho em ạ. 80 chị ơi, lên mã là 237 cho em nhá. Rồi hồng đây đúng không chị? Ui áo bé gái thật sự nhìn những con nó sướng mắt lắm luôn đấy. Nhìn đẹp từ cái khóa cái khuy trở đi luôn á. Con nhà chị nào, ôi cái này nó còn có đai nữa mọi người ạ. Nó còn có đóng đai đây này, nó có sẵn cái đai ở đây để mọi người cột ngang như này này. Rất đẹp luôn các bà ơi, có mũ nhá, có đai có mũ luôn này. Con là chị nào có khoảng cân nặng từ 14 cho đến 17 cân đi ạ. Cho chị 14-17 cân, trời ơi con này đỉnh luôn, 14-17 cân cho em nhá. 140, mã cho em là 308. 140, mã 308 cho em nhá. 140 chị ơi, mã 308. Đây con hồng anh có con này nữa, nó là dòng phao trần này. Và bản này nó là dòng phao trần của Polo size 6. Chai trần của phao trần của Polo cho em nhá. Con là chị nào có khoảng cân nặng cho em từ 18 cho đến 21 cân. 18 cho đến 21 cân chị lên con này cho em thì siêu xinh luôn này. 18 đến 21 cân của Polo ạ. Lấy 100.000, mã là 595. 100.000 lên em mã 595 nhanh tay nhá của Polo đấy ạ. 28 cân. 100.000 mã 595, chai 28 cân có nhiều chị ơi, chờ một chút nhá. Chai 28 cân đúng không? Ừ, đây bạn này cho em này. Chị nào có con trai có khoảng cân nặng từ 23 cho đến 26 cân ok ạ. 23-26 cân thì chất rất đẹp luôn các bà ơi. 23-26 cân đó là phao trần cho em nhá. Lấy các chị 70 đi ạ. Mã cho em là 879. 70.000 nhá. Cho em mã là 879. Trời ơi các bà ơi. Sập sàn luôn. Sập sàn luôn. Nó có ít thôi em sẽ lên hết, em lên dần dần em lên hết mà. Dày lắm các bà ơi này. Polo cho em nhá. Rất là đẹp nhá các bà ơi. Nhìn nhìn cái áo trông sướng mắt không? Bản này cho con này chị nào có khoảng cân nặng 11 đến 14 cân. 11 đến 14 cân ok nhá. Lấy 100.000 mã 344 chị ơi. 100.000 cho em mã 344, 100.000 đi ạ. Mã 344 cho em nhá. Rồi. Đây màu xanh tiếp này. Ủa này đẹp quá, New Balance. Ui chị nào lấy được con này cho con thì gọi là bao sướng luôn. Bao sướng bao phê luôn các chị ơi, hàng hiệu của New Balance này. À bản này cho em cả các bé trai bé gái mặc đều được nhá. Bé trai bé gái mặc đều được cho em này. Đằng sau của nó này. Trời ơi nhìn con áo phao như này với là
nó đáng xứng đáng tiền triệu luôn đấy các bà. Bà lấy cho các bé nào có khoảng cân nặng từ 17 cho đến 20 cân, 17 đến 20 cân lấy luôn này, siêu xịn luôn nhá. Như một lần ạ, em lấy các chị bản này 150, mã là 937, 150 nhá, lên mã 937 cho em. 150 lên mã 937 chị ơi, 150 thôi, mã là 937 này. Rồi size nhỏ xíu xíu này các bà ơi, size nhỏ xíu 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 nó là phao trần bông siêu nhẹ cho em nhá. Phao trần bông siêu nhẹ các bé từ 9 cho đến 10, 12 cân, 9 đến 12 cân phao trần bông siêu nhẹ lấy 60, mã là 979, 60 cho em mã 979, 60 thôi chị ơi. Rồi áo phao di lê lông vũ siêu nhẹ của các bé trai cho em size 38, 42 cân, 38, 42 cân nhanh tay này, chất rất đẹp luôn các bà ơi. 38, 42 cân nhá, amber combi để cho em này. Combi cho em size này 38, 42 cân các bé có trai mặc quá đỉnh luôn các bà ơi. Lấy 80, mã là 725, 80 cho em mã 725 nhá, hiệu nhiều lắm luôn ấy. Rồi, đây con này cũng đẹp này. Ui, hàng của Hàn, phao Hàn mọi người biết rồi đấy. Bé trai cho em nhá mọi người ơi, 25, 27 cân cho em này. 25, 27 cân các bé trai mặc con này cực đỉnh luôn. 25, 27 cân, lấy 90, mã là 768, 90 này. 90 mã 768, chị ơi 90 thôi, mã là 768 nhá. Rồi, ui, bé gái chị nào thích mặc váy hoa, à thích mặc áo hoa, mình lấy con này đi. 17, 20 cân, 17 20 cân, trời ơi chất của nó bao đẹp luôn các bà ơi. 17 20 cân nhanh tay cho em nhá. Lấy ra 100.000, mã là 359 đi ạ. 100.000 này, chất đẹp chưa? Ok. 100.000 mã 359 nhá, hộp mini đây. Đây đúng không chị? Có phải con này không? Ui con này xinh xỉu luôn đấy, lông vũ siêu nhẹ cho em này. Lông vũ siêu nhẹ con là chị nào 10 13 cân này. 10 13 cân, trời ơi bản này đẹp đỉnh luôn các bà ơi. Em mà con gái bé là em lấy luôn con này luôn đấy. 10 13 cân cho em nhá. 80 thôi, mã là 844 này. 80 cho em mã là 844, nó là dòng lông vũ siêu nhẹ đấy ạ. 80 nhá. Lên mã cho em là 844 chị ơi, 80 này. Có rồi. Của 30 kg không? Di 30 kg có 84 chị. 844 cho chị Yên Mai. Rồi, con này đẹp quá này. 9 đến 12 cân này. 9 đến 12 cân này, chị nào đã lấy con phao vừa rồi thì khuyên thật lòng là lấy luôn con di lê đi cho đủ bộ mọi người ạ. Xinh lắm. Mặc được hai mặt nhá, bên trong màu hồng này cũng rất đẹp. Cái màu hồng này cũng rất đẹp luôn này. Mặc được hai mặt cho em này. Em lấy 80 đi. Mã là 400, 80 mã 400 nhá. Nó là lông vũ đấy ạ. 80 mã là 400 cho em này. Rồi, con này của cái gì đây? Ừ. Zara cho em này mọi người ơi. Bé trai bé gái mặc đều ok nhá. Zara bé trai bé gái mặc đều ok cho em. Bản này con là chị nào có khoảng cân nặng từ 12 đến 14 15 cân cho em ạ. 12 15 cân ok đi ạ. Lấy 90, mã là 274. 90 nhá. Cho em mã 274 chị ơi, 90 thôi. Mã là 274 này. Rồi, quá là đẹp luôn các bà ơi. Ui New Balance. Hàng hiệu cho em nhá. Con là chị nào có khoảng cân nặng 20 23 cân ok. 20 23 cân này. Ừ, con này mình lấy cho em từ 22 25 cân đi mọi người ơi. 22 25 cân đi. Nó là to ngang ấy. 20 23 25 cân cho em ok nhá. Lấy 100.000, mã là 330, dáng ngắn thôi nhưng mà nó dành cho các bé mà hơi mập mập ấy. Đấy, 25 cân quay đầu, 100.000 mã 330, 100.000. Mã là 330 cho em 100.000 thôi chị ơi. Chị nào vừa nãy hỏi bé gái size nhỏ lấy con này đi này. Siêu dày luôn các bạn ơi, Tommy cho em này. Tommy cho em nhá. Phải chất siêu xịn luôn ấy. Đẹp nhở. Con là chị nào có khoảng cân nặng cho em từ 10 cho đến 13 cân ok ạ. 10 đến 13 cân dày lắm các bạn ơi. Lấy 100.000 thôi mà 360. 100.000 thôi. Mà 360 100.000 này. Mã là 360 cho em nhá. Rồi muốn em lên màu gì và của các bé trai hay gái comment nhá mọi người. Comment nhá. Rồi, ui dồi ôi, bé nào thích kiểu siêu nhân loang loang lổ lổ con trai mình lấy con này cho bé đi các mọi người ơi. Cho con là chị nào có khoảng cân nặng từ 14 đến 17 cân này. 14 đến 17 cân chất rất đẹp luôn, lông vũ siêu nhẹ nhá. 14 17 cân, lấy 100.000 mã 164. 100.000 mã 164 nhanh tay này. Mọi người ơi, tương tác mạnh lên cho em nào. Cái giá hôm nay em xả cho mọi người là giá sập sàn rồi, trai 17 kg mà sơ mi em còn một ít chị ơi. Sơ mi còn một ít cho em nhá. Mọi người ơi, em bảo này, mọi người phải tương tác mạnh mẽ lên. Trai 11 kg thì là rất là nhiều luôn. Tương tác mạnh mẽ lên cho em nào mọi người ơi. Thả tin, thả like các kiểu rồi là đấy, em sẽ ưu tiên em lên trước cho các chị những cái con mà nó đẹp ý mọi người. Rồi, áo thể thao đi, áo thể thao thì hiệu rất nhiều luôn. Con này đáp cho em size 5 tuổi này. Đáp size 5 tuổi con là chị nào có khoảng cân nặng 16, 17, 18 cân ok. 16, 18 cân nhá mọi người ơi. Lấy các chị bản này 90 đi. Mã là 381, Adidas xịn nhá. 90, mã 381 cho em ạ. 90.000 chị ơi. Mã là 381 này. Rồi em có một con quần của các bé nữa. Quần của cái gì đây? Champion nhá, Authentic mắc này size 5 này. Con là chị nào có khoảng cân nặng cho em
Con này cho em size này 5 tuổi thì mặc nó sẽ hơi cộc lép mọi người ạ. Con này là chị nào khoảng tầm 3-4 tuổi thôi. Tầm 4 tuổi ấy. Có cái con này nó như nào nhỉ? Chiều cao ấy mọi người. Chiều cao của các bé tầm 130-140 đổ lại thôi thì mặc là sẽ ok nhá. Tầm 4-5-3-4 tuổi. Lấy các chị 60 đi. Má là 551 cho em nhá. Cực xịn luôn. 60. Má là 551 cho em này. 60 ạ. Má 551 này. Underground này. Bà này quá đẹp luôn các bà ơi. Các bé con này chị có cân nặng từ 17 cho đến 12-20 cân. 17 đến 20 cân lấy luôn con này nhá. Chất rất đẹp luôn. 17-20 cân. Lấy 40. Má là 262. 551 40, chị Nhung Lương. 40 nhá. Má 262 40 mọi người ơi. Chứ không có đó đâu chị ơi. Có nỉ thôi chị. Có áo thể thao ấy. Áo thể thao các bé. Rồi ôi con này siêu xịn luôn. 100% poly này. Siêu xịn luôn các bà ơi. Có mũ nhá. Đó là hàng của Adidas. Form này cho em các chị nào có con có khoảng cân nặng từ 17 cho đến 20 cân ok này. 17 đến 20 cân đi ạ. Lấy 100.000 mã 35534. 100.000 mã 534 nhá. 100.000 cho em mã 534 này. 100.000 thôi. Lấy mã cho em mã 534 nhá. Rồi di lê size to đi ạ. Trai gái mặc được hết những cái màu như này. Trai gái mặc đều đẹp cho em nhá. 45-50 cân ok ạ. 45-50 cân ok nhanh tay này. Lấy 70. Mã cho em là 303-70. Mã 303-70 nhá. Đó là 303 chị ơi, 70 cho em ạ. 303 cho em ạ. 34 cho chị Nhung Lương. Lông vũ siêu nhẹ của Mango Kit này. Mango Kit cho em nhá mọi người ơi. Con này xịn nhờ. Con trai con gái mặc đều ok. Nhưng mà các bé gái thì chắc sẽ thích cái loại dễ thổ cẩm này hơn này. Mango Kit cho em nó là dòng áo lông vũ siêu nhẹ đấy ạ. Con này cho em chị nào có con trong khoảng cân nặng cho em 16-18 cân. 16-18 cân rất đẹp luôn. Lấy 50 thôi, mã là 22 Mango Kit. 34 cho chị Hồ. 50, mã là 22 nhá. Rồi đây, ui xinh chưa nè. Xinh chưa? Xinh chưa, xinh chưa? Bà nói cho em các bé có khoảng cân nặng từ 17 cho đến 20 cân nhá. Chất rất đẹp luôn các bà ơi. 17 đến 20 cân nhanh tay cho em này. Lấy các chị 120, mã là 750. 120 cho em nhá, mã là 750 chị ơi, 120. Lên mã cho em là 750 này. Rồi em có một con yếm bò. Ui con này ông rót cho các bé size nhỏ xíu luôn ấy mọi người ơi. Con là chị nào? Ui xinh thế. Đẹp nhở. Bạn nhà chị nào có khoảng cân nặng cho em từ 9 cho đến 13, 14 cân ok nhá. 9 đến 13 cân là đẹp nhất này. 9 đến 13 cân size nhí siêu xinh luôn các bà ơi. Yếm bò lấy 40 đi. Mã là 577 40. Mã là 577 40. Mã 577 nhá. Rồi, anh cho chị Ái Trần. Di lê size to này của các con size 35 40 cân đi ạ. 35 40 cân các bé gái cho em nhá. Lấy 80, mã là 381, nó là lông vũ. 80 mã 381 cho em, 80 chị ơi. Mã là 381 này. Rồi, ui đây, con này siêu xinh, siêu xịn luôn này. À, bạn là chị nào mà kiểu, ui, đằng sau này trong hổ báo không? Chết chơi người rơi luôn. Con là chị nào có khoảng cân nặng cho em 25-30 cân nhá, chị bé trai. 25-30 cân ạ, lấy 100.000, má là 307, chất rất đẹp luôn. 100.000 cho em, má 307 chị ơi, 100.000 thôi. Má 307, 100.000 nhá. Ui đây mọi người ơi, này, bé gái cho em nhá. Bé gái cho em này, con là chị nào có khoảng cân nặng từ 20 cho đến 23 cân ok ạ. 20 đến 23 cân thích mặc yếm lấy luôn. Xinh cực luôn ấy. 20 23 cân nhá. Em lấy các chị con này à. 40 mã 26 ạ. 40 mã 26 nhá. 40.000. Mã là 26 chị ơi, 40 này. Mã là 26 cho em này. Rồi con này xinh quá này. Áo phao cho các bé nào có khoảng cân nặng từ 17 cho đến 19 cân ok. 17 19 cân màu nâu cà phê nhá. Có mũ đây chị ơi. Nó là dòng phao trần rất ấm. Lấy 120.000. Mã là 853. 120.000 cho em nhá, mã là 853. Hơn 100.000 một con áo phao xịn cho các bé thì thật sự chắc là không khó ở đâu bán đâu mọi người ơi. Rồi con này đỉnh chưa? Nó thiên về bé gái nhá. Nó thiên về bé gái này, cái họa tiết nó rất đẹp luôn các bà ơi. Con là chị nào có khoảng cân nặng 12 15 cân đi ạ. 12 15 cân chất đỉnh lắm này, 12 15 cân. Lấy 90, mã là 818. Nguyễn Jenny. 90, mã là 818 cho em nhá, 90 thôi chị ơi. Mã là 818 90 đi ạ. Rồi ôi, con này không lấy thì lấy con nào đây các bà ơi? Bản này không lấy thì lấy bản nào đây? 25-28 cân này. 25-28 cân không lấy con này thì lấy con nào các bạn ơi? Bé trai bé gái đều ok cái form như này cho em nhá. Lên cho em 140 mã là 380. 140 cho em ạ, mã là 380 này mọi người ơi, nhìn cái áo trông sướng không? 140 cho em nhá. Mã là 380, bé trai mặc những con này sẽ rất là đẹp luôn đấy. 140 cho em mã là 380 này. Rồi, ngoài đây, con này xinh chưa? Áo phao béo, nó dòng phao béo ấy mọi người. Mặc ấm lắm. Con này cho em 12-15 cân này. 818 cho chị Nguyễn Liên. 12 15 cân ok cho em nhá. Lên cho em con này 70. Mã cho em là 350 này. 70 mã 350 nhá. Siêu ấm luôn các bà ơi, nó là dòng siêu nhẹ mà. 70 mã 350 cho em ạ. Rồi, bản này cho em này, xinh chưa này. Bé gái nha, chị nào thích mặc gi lên, nó có cả cái đai thắt thắt nhá mọi người. Nó có cả cái đai thắt đấy. Coi chị nào 15 17 cân mặc đẹp này.
15 17 cân xinh xỉu luôn các bà ơi. 80 đi ạ, mã là 377. 80 nhá. À 377 nhanh tay các bà ơi, 80 mã 377. Trời ơi, siêu xịn luôn các bà ơi. Mang lại size 110 này. Con này cho em 20 19 21 cân đi ạ. 19 21 22 cân ok. 19 22 cân nhá, chất rất đẹp luôn. 19 22 cân siêu dày luôn này. Em lấy các chị con này 120, mã là 749. 120 nhá. Lên mã là 749 chị ơi, 120. Mã là 749 cho em ạ, 120 này. Rồi lên một con lông vũ siêu nhẹ đi ạ. Lên một con lông vũ siêu nhẹ này, bạn này bé trai bé gái mặc đều ok cho em nhá. Con này chỉ là 17 20 cân. 17 20 cân nhá. 17 20 cân lông vũ siêu nhẹ. 100.000 mã 825. 100.000 cho em ạ. Mã là 825 chị ơi, 100.000 cho em nhá. Mã là 825 cho em này. Rồi ôi, con này hàng hiệu của Edio luôn các bà ơi. Hàng hiệu của Edio luôn này. Dáng dài, phao dáng dài các bé trai mặc đi học những con này mùa đông thì siêu ấm luôn các bà ơi. Hàng hiệu của Edio luôn nhá. Con này cho bé nha chị nào có khoảng cân nặng 42 cân quay đầu đi ạ. 38 42 cân này. Lấy 120, mã cho em là 206. 120 nhá, nhanh tay cho em mã 206 ông New Balance này. Những con này trong vụ là phải 190 200 đấy mọi người ơi. Không có cái giá như này cho các chị đấy đâu. Rồi con này cũng thế này. Trời ơi, nó xịn lắm luôn đấy. Nó xịn lắm luôn đấy các bạn. New kit cho em này. Bản này cho các bé nào có khoảng cân nặng 17 20 cân. 17 20 cân New Balance con này không đẹp không lấy tiền luôn. 17 20 cân nhanh tay nhá. Siêu xịn luôn đấy. Màu đẹp nhở. 17 20 cân nhanh tay. Lấy 120 mã là 333. 120 cho em nhá. Mã là 333 chị ơi, 120 này. Lấy mã là 333. Rồi, một loạt các phao to này. Một loạt các phao to cho em nhá. Giờ not face cho em mọi người ơi. Ừ. Con này giờ not face cho em này. À bản này là thiên về của nữ hơn mọi người ạ. Nó thiên về của nữ hơn nhá. 47 cân quay đầu đi ạ. 43 47 cân của các bạn nữ hay size lớn này. 43 47 cân chị nào con gái lớn lấy nhá, hoặc là các chị mình các chị em mình mà nhỏ nhỏ ấy, người mặc size XS là mặc được con này cho em này. Em lấy các chị 120, mã là 388. 120 nhá. Lên mã là 388 chị ơi, 120 này. Mã cho em là 388 đi ạ, 120 chị ơi. Mã là 388 nhá. Trời ơi, con này siêu xịn luôn. Siêu xịn luôn này các chị ơi. Đẹp nhở. Đảm bảo là siêu xịn luôn cho em nhá. Rồi, con này là của cái gì đây? 388 cho chị Trần Hà. Dây tôm cho em mọi người, mặc đánh size 155 này. Con này chị nào có con trai nhá, có khoảng cân nặng dưới 50 cân là các bé mặc quá đẹp luôn này các bà ơi. Dưới 50 cân đấy, vừa nãy chị nào hỏi size to cho bé 50 cân đấy lấy luôn này. Size to cho bé 50 cân lấy luôn con này cho em này mọi người ơi. Chất siêu đẹp luôn, 45 50 cân đi ạ. 150, mã là 301, con này đỉnh lắm luôn này. 150, mã là 301. Nhận hàng về là các bà nhìn thấy con đấy các bà ngã ngửa luôn đấy. 150 các bạn, mã 201 cho em nhá. Rồi, xịn chưa này. Bé trai bé gái mặc đều ok, con bạn nào thích màu đen thì lấy. Thích màu đen mặc cho nó sạch đấy mọi người. Thì mình lấy những con này, các bé hàng ngày mặc đi học mình chọn những cái màu tối tối thôi cho nó sạch các bạn ạ. Không thì đã đến lúc mà bẩn khó giặt lắm. Rồi, con này cho em nhá, 20 25 cân ok ạ. 20 25 cân chất rất đẹp luôn các bà ơi. 20 25 cân ạ. Em lấy con này 120 mã 315, 120 nhá. Lên em mã 315 này 120. Mã là 315 120 cho em ạ. Rồi, con này hàng hiệu của Fila để em xem nào. Mặc thử nào. Hàng hiệu của Fila size khá là to đây. Các bé nào con trai mặc sẽ đẹp hơn, 50 cân quay đầu mặc được ạ. Hàng hiệu của Fila, trời ơi bà này đỉnh lắm luôn này. Chị nào có con trai lớn mình lấy cho các bé mặc này. Hàng hiệu của Fila cho em nhá. 50 cân quay đầu mặc được. Lấy các chị bản này 150, mã là 282, con này rất mới luôn nhá. 150 cho em, mã là 282 cho em ạ. Hàng hiệu của Fila nó là lông vũ đấy. 150, mã là 282 nhá. Ôi dồi, con này như thế này, Gypsy size 130. Bà này quá là xinh của các bạn nữ luôn. Ui, con này nhìn bồng bềnh nhở. Kiểu mọi người nhìn gần hộ em đi. Nhìn là biết cái chất xịn rồi. Con này nó là lông vũ cho em nhá mọi người. 100% là lông vũ luôn ấy. 100% là lông vũ luôn. Con là chị nào có khoảng cân nặng từ 24-27 cân. 24-27 cân ok nhá. Chất siêu đẹp luôn, 24-27 cân nhanh tay cho em này. 24-27 cân đi ạ. Lấy các chị 120, mã là 317. 120 nhá. Mã 317 cho em chị ơi, 120. Mã 317 120 chị ơi. Mã là 317 cho em nhá. Rồi, bản này cho em Zarago cho em size để cho các bé nào có khoảng cân nặng từ 15 18 cân này. 15 18 cân Zarago nha mọi người. Lấy các chị bản này 100.000, mã là 384. 100.000 lên mã 384 đi chị ơi, 100.000 thôi. Cái mã là 384 cho em nhá, 100.000 này. Mã là 384 cho em ạ. Rồi. Ôi, Bonham size 150 đi. Bonham size 150, ui phong này quá là đỉnh luôn các bạn ơi. Bonham cho em nó là lông vũ siêu nhẹ size 150 cho em nhé, size to của các bé trai này. Con này chị nào, con nhà chị nào có khoảng cân nặng dưới 47 cân đi. 43 47 cân của các bé trai nhá mọi người. 43 47 cân của các bé trai cho em mặc được này. Lấy 120, mã là 869. 120 nhá, mã là
869 cho em 120 nhá. Má là 869. Được rồi, hai bạn. 120 má 869 nhá. À, con đấy là lông mũ siêu nhẹ của Polham đấy, chị nào lấy được con đấy siêu. 120 má 869. 869 cho chị Hoa Lưu. Rồi, con này cho em quá là xịn luôn này, Zara này mọi người ơi. À con này siêu của Gap mọi người ơi, không phải Zara đâu, hàng này hàng của Gap cho em nhá. Baby Gap cho em ạ. Con này chị nào có khoảng cân nặng từ 15 18 cân này. 15 18 cân ok nhá, mũ là mũ lông thật. 15 18 cân 120, mã là 318 cho em. 120 này, lên mã là 318 chị ơi, 120 thôi. Mã là 318 cho em nhá. Ôi ôi, nhiều bản đẹp lắm các bà ơi. Thật sự là nhiều bản quá là xịn luôn. Con này cho em là Nike size 3T 3 tuổi cho em này. Nike cho em nhá mọi người ơi. Con là chị nào có khoảng cân nặng 12 15 cân lấy được ạ. 12 15 cân các chị lấy con này cho các bé này. Lấy các chị 80 đi, 80 thôi. Mã là 320 nhá. 80 cho em mã 320 này, 80. Đây mã cho em là 320 80 này. Rồi cái màu này đẹp quá các bà ơi. Màu này đẹp quá bé gái cho em nhá. Con là nó là lông vũ đấy. 100% là lông vũ luôn này. Con là chị nào có khoảng cân nặng từ 15 đến 18 cân ok. 15 đến 18 cân cho em nhá. Lấy 80. Mã cho em là 964 80 thôi. Mã là 964 này. Trời ơi con này quá là xịn luôn đấy, 80 cho em nhá. Mã là 964 hàng hiệu 100% lông vũ. 80, mã là 964 đi chị ơi, 80 thôi. Mã là 964 này. Rồi Nike cho em. Ừ đúng rồi Nike cho em này. Nike của các bé gái, con này cho em chị nào có khoảng con là chị nào có khoảng cân nặng 18 cho đến 21 cân nhá. 18 đến 21 cân thích mặc hàng hiệu lấy luôn bản này Nike lông vũ cho em. Lấy các chị bản này 120, mã là 846 này. Đảm bảo nhận hàng là các chị sướng lắm luôn này. 120 mã là 846 cho em nhá. 120 ạ, mã là 846. Chị nào mà đã năm nay đã mua áo phao trẻ con nhà em rồi, em mình săn vài bản để sang năm cho con mặc với cái giá này thì gọi là các chị là quá phê rồi đúng không ạ? Rồi, 12 cho đến 15 cân tiếp con này cho em này, bé gái. 12 đến 15 cân rất xinh luôn các bà ơi. 12 đến 15 cân nhanh tay cho em nhá. Bao đẹp luôn đấy, 12 15 cân. Lấy 120, mã là 217. 120 cho em nhá, mã 217 này, 120. Mã cho em là 217 đi ạ, 120. Rồi ôi, con này thề chứ nó quá là đỉnh luôn các bà ơi. Chip boy này, chip boy cho em coi là chị nào có khoảng cân nặng 19 đến 22 cân đi ạ. 19 đến 22 cân con này đỉnh luôn mọi người ơi, đầy đủ mũ mao nhá. Mũ mao đầy đủ cái màu xanh than này, các bé trai mặc cực kỳ khỏe và đẹp này. Lấy 140, mã là 773. 140 nhá, mã là 773. Với cái chất lượng như này thì đảm bảo là các bà bỏ ra hơn 100 nghìn để các bà sướng rơn luôn ấy. Rồi bản này cho em này siêu dày và ấm vì sao, Zara boy cho em này. Zara boy bên trong có toàn bộ nó lót lông cừu nên nó rất là dày và ấm. Zara boy cho em nhá, con là chị nào có khoảng cân nặng từ 19 cho đến 22 cân đi ạ. 19 đến 22 cân của Zara này. 140, mã là 994. 140 nhá, lên mã cho em là 994 các chị ơi, bao đẹp luôn. Rồi các bà ơi, muốn em lên cái màu như thế nào hoặc size như thế nào comment lên đi nào. À, mà muốn mua màu như nào hoặc size như nào comment lên cho em nhé. Em thấy mọi người tương tác kém quá. Mấy khi có cơ hội săn được hàng trẻ em với cái giá gọi là nó siêu ưu đãi như này đâu đúng không ạ? Nhanh tay nhá mọi người. Nhanh tay nhá. Rồi đây, ui giời. Để em xem. Mọi người muốn lên có tay hay là muốn lên cộc tay hoặc là size to size nhỏ báo em nhá. Puma size 140 này. Puma size 140 cho em con này. Ủa ơi các bạn nam mặc con này. Cái gì? Sao hồng à? Ok. Puma size 140 nhá. Con này chị nào có khoảng cân nặng từ 50 cân quay đầu ạ. 45 50 cân ok này. 45 50 cân cho em nhá. Puma size 140. Em lấy các chị 150 con này, mã là 339, siêu đẹp luôn. 150 nhá. Mã là 339 cho em ạ. Con trai chị nào lớn là lấy con Puma này. Mọi người vào store của nó mua phải hơn 2 triệu. Rồi, áo hồng đúng không chị? Áo hồng đây. Áo hồng con này đẹp này. Đây. Uầy bà này đỉnh luôn các bà ơi. 339. Cái mũ lông này có thể tháo được. Các chị không thích cho con mặc lông các chị có thể tháo được cho em nhá. Rồi, bà này cho em các bé nào có khoảng cân nặng cho em 18 cho đến 21 cân đi ạ. 18 đến 21 cân ok nhá, chất rất đẹp luôn. Lấy 140, mã cho em là 78. 140 nhá, lên mã 78 cho em 140 ạ. Lên mã 78 cho em này. 140 lên mã 78. Trời ơi những con như này gọi là đỉnh luôn các bà ơi. Đỉnh luôn này. Toàn phao hàng hiệu thôi. Những cái con size to này các chị mua được cực kỳ hời vì sao? Nó to là bình thường là sẽ đắt hơn nhá, đúng không? Đắt hơn là thứ nhất, thứ hai là lại còn nhiều hiệu nữa cơ, mới nữa. Rồi, coi là chị nào có khoảng cân nặng dưới 50 cân đi ạ. Dưới 50 cân mặc được nhá, 45 50 cân ok. Kể cả các chị nữ mình mặc vẫn được cho em này. Các chị nữ cho em hoặc các anh nam, người lớn ấy, ý em là người lớn ấy, bởi vì cái tay của nó dài mọi người ạ. Cái tay của nó dài nhá, tầm dưới 50 cân là mình có thể mặc được. Những con như này nếu mà phao người lớn ấy, dòng phao người lớn nhà em bán tầm 350 một bản đấy. Hôm nay mang ra xả cho các chị con này lên 150 đi. 150 nhá. Mã cho em là 756 này.
150.000, 50 cân quay đầu nhá. Mã cho em là 756 ạ, người lớn mặc được hoặc là các bé trai size lớn nhá. Mã là 756 cho em 150 này. Quá là hồi cho các chị luôn rồi. 150 ạ. Rồi, con này cho em xịn nhờ. Xịn quá các bà ơi, bên trong toàn bộ lót lông cừu. Bên trong lót lông cừu toàn bộ cho em nhá, 15 17 cân. 15 17 cân bên trong lót toàn bộ là lông cừu ạ. 120, mã là 264. 120 lên mã 264 cho em này, 120 lên mã là 264 cho em nhá. 120 chị ơi, ui con này đỉnh luôn này. Con này đỉnh luôn cho em uni. À, cái mũ lông này lông cừu có thể tháo được, cái cổ lông này tháo được các chị em nhá, nó chỉ là cái cúc thêm vào thôi. Các bà không thích các bà tháo ra được ạ. Bé trai bé gái mặc đều ok nhưng form này nó thêm cho bé gái. Form này là form điệu của bé gái cho em nhá. Form điệu của bé gái cho em này. Form là chị nào có khoảng cân nặng từ 15 cho đến 19 cân cho em ok ạ. 15 19 cân cho em nhá. Mũ lông có thể tháo được. Lấy 100.000 thôi, mã 134. 100.000 mã 134, con này rất xinh luôn, mà ấm nữa. 100.000 mã 134. Ui, bạn này cho em hàng hiệu của cây quýt này. Hàng hiệu của cây quýt cho em nhá, 55 cân quay đầu, người lớn mặc được thoải mái luôn này. Hàng hiệu của cây quýt này, con này cho em siêu xịn luôn. Ô, con này như của người lớn, dòng phao người lớn thì sao ấy chứ. Rồi, 55 cân quay đầu thoải mái đi ạ. Dưới 55 cân ok nhá mọi người ơi, mặc dáng dài. Mặc dáng dài này, dài đến mắt cá chân luôn đấy. 55 cân quay đầu, các chị mua cho các bé size lớn hoặc là cho người lớn luôn nhá. Tặng các chị luôn 150 đi, mã là 334. 150 mà 334, hàng hiệu của cây quýt cho em này. Con này hiếm có lắm luôn đấy. Chắc là bao nhiêu số này có một con như thế. Rồi, bản này của Nike mọi người ơi. Nike cho em size 120 này. Con này chị nào có khoảng cân nặng, con này chị nào có khoảng cân nặng cho em 23, 25, 26 cân đi ạ. 23, 26 cân ok nhá. Ôi, size nhỏ xíu luôn đấy, 23, 26 cân. 23, 26 cân nhá, size 120. Lấy 120 mà 347. 120 mã 347 hiệu nhá, rất đẹp luôn. 120 mã 347 chút không xả đâu chị ơi. Hàng đã xả rồi mà chị lại còn xả ra nữa đấy. Gọi là xả của xả luôn đấy. Xả của xả luôn đấy mọi người. Rồi bà này cho em Colody này. Colody cho em bà này bao xịn luôn các bà ơi. Bao xịn luôn, bé trai bé gái mặc đều được nhá. Các chị nhận hàng những con này về là các chị sướng lắm này. Mua tiền triệu luôn cho em chứ tiền trăm không hộp đâu mọi người. Có mũ đàng hoàng này. Con này cho em các bà, các bé có khoảng cân nặng từ 23 cho đến 26 cân ok đi ạ. 23, 26 cân nhá. Lấy em lấy con này 120. Mã là 102. 120 cho em này. Lên mã là 102 đi chị ơi. 120. Mã là 102 này. Bao đẹp luôn đấy. 120 mã là 102 nhá. Rồi màu hồng em có con này cũng đẹp này. Các bé 17, 20 cân. 17, 20 cân rất là dày luôn nhá. 17, 20 cân nhanh tay. Lên cho em 100.000. Mã là 749. 100.000 lên em mã 749 đi ạ. 100.000 thôi chị ơi. Mã là 749 nhá. Rồi em có một con sơ mi này. Uầy, bạn này đẹp quá đấy. Sơ mi che vai cho các bé nào mà này này mọi người ơi, mặc lên xinh chưa? Nó sẽ như này này, bịt vai nhá. Các con có khoảng cân nặng từ 18 cho đến 20 cân này. 18 đến 20 cân, trời ơi bao đẹp luôn. 18 đến 20 cân cho các con nhá. Lấy các chị bản này 40 đi. Mã là 579. 40 mã 579 cho em có chưa? 40 nhá, mã 579 em sửa mã. 40 mã 579 này. Sơ mi cho các bé gái mặc đi học size lớn này. Hàng này của HM mọi người ơi. Con này của HM cho em này, xinh nhỏ. HM cho em nhá. Con gái các chị nào có khoảng cân nặng từ 28 cho đến 32 cân ok. 28 đến 32 cân rất là đẹp luôn các bà ơi. 28 đến 32 cân nhá. Rồi, em lấy các chị con này lấy 50, mã là 889. 50, mã là 889, 50 chị ơi. Mã là 889 cho em này, 50 này. Rồi, bên trong lót lông cừu cho em này, mang về size 120 ạ. Các bé có khoảng cân nặng 20 24 cân. 20 24 cân nhanh tay cho em nhá. 20 24 cân ạ, nó là dòng mỏng mỏng thôi, mặc sướng ấp nhẹ nhàng. Lấy 70, mã là 925 70 nhá. Mã là 925 chị ơi, 70 đi ạ. Mã là 925 cho em này. Trời ơi, các bé size to lấy luôn con này đi mọi người ơi, Zito size 155 này. Con này chị nào có khoảng cân nặng dưới 50 cân ok đi ạ. 45 50 cân nhá, chất rất đẹp luôn. 45 50 cân nhanh tay này. 120, mã cho em là 301 120. Mã 301 nhá, chất siêu đẹp luôn. 120 con này không lấy được là đúng là không có con nào lấy được luôn. Mã 301 cho em nhá. Rồi mọi người ơi, tương tác mạnh lên cho em nào. Thả tim, thả like rồi mọi người chấm bài lên cho em. Hôm nay xả cho mọi người cái giá gọi là sập sàn luôn rồi. Xả cho mọi người cái giá là giá ngã cây, giá sập sàn luôn để mọi người săn được đồ đẹp cho con rồi. Nên là mọi người giúp em là mọi người tương tác mạnh lên nhá. Tương tác mạnh lên để mua được những con đẹp ấy mọi người. Rồi, con gái nha chị nào. Con này xịn quá, lại CD size 110 nhưng mà con này nhỏ lắm mọi người ơi. Bản này cho em các bé nào có khoảng cân nặng cho em từ 12 cho đến 15 cân thôi ạ. 12 cho đến 15 cân nhanh tay nhá, chất rất đẹp luôn. Lấy 50, mã là 291 này. 50 cho em nhá. Mã 291 chị ơi, 50.
Mã là 291 cho em nhá. Muốn size to size bé comment cho em nhá. Italy này, Italy Twin Kit cho em size 110. Con là chị nào có khoảng cân nặng 19-21 cân, 19-21 cân nhá. Rất đẹp luôn. 19-21 cân nhanh tay này. 19-21 cân ạ. Lấy 100.000, mã cho em là 315. 100.000 nhá. Lên mã là 315 chị ơi, 100.000 thôi. Lên mã là 315, 100.000 này. Mã là 315 cho em này. Rồi, con gái nhà chị nào mà thích mặc kiểu di lê điệu ấy mọi người, di lê điệu lấy con này cho em 20 cân quay 18, đầu ạ. Chị Diệp Hào 18-20 cân ok nhá, chất siêu đẹp luôn. 18-20 cân, lấy 50. Mã là 700, 50 này. Cho em mã là 700 chị ơi, 50 đi ạ. Mã là 700 nhá, chất của nó siêu xịn luôn đấy, 50. Mã là 700 cho em này, 50 thôi. Mã là 700 nhá. Rồi mọi người ơi, muốn em lên cái con nào màu như thế nào mọi người comment nhá. Muốn em lên màu gì và size như thế nào comment cho em nào. Ui đây, xịn nhở. Gọi là cái gì đây mọi người, tự nhiên em lại cứ quên. Paka nhá mọi người. Paka cho em này. Trời ơi, Paka của Chissy quá xịn luôn. Các chị không lấy con này thì thật sự là không còn con nào đẹp để lấy đâu. 22-26 cân ok. 22-26 cân của các bé trai nhá. Paka này, trời ơi, chưa bao giờ được mua Paka với cái giá này đâu các bà ơi, thật sự luôn. Chị nào muốn săn Paka cho con thì nhanh tay này, 23-26 cân. Lấy 140 đi ạ, có thể lấy 130 đi. Lấy 130.000 nhá. Má cho em là 398. 130.000 một con áo Paka mọi người ơi. Quá đỉnh luôn. Lên mã 398 cho em nhá. Rồi, và tiếp thổ cẩm cho bé gái này. 19-21 cân nhanh tay, lông vũ siêu nhẹ ạ. 19-21 cân cho chị Hương Mèo. 19-21 cân nhá. Lấy 40, mã 22 40 này. Mã 22 chị ơi, 40 này. Mã 22 cho em nhá. Rồi, ôi. Nike cho em này. Nike cho em basic. Ôi, cho em bên trong có lót lông toàn bộ và nó rất là ấm nhá. Size này cho các chị nào có con, có con gái cho em nhá, có khoảng cân nặng 38 đến 42 cân. 38 đến 42 cân nhanh tay cho em này. 38 42 cân lấy 70, lấy 60 đi. 60 mã 303 60. 60 nhá. Mã 303 60 chị ơi. Mã là 303 cho em này. 60 thôi ạ. Mã là 303, nhiều con đẹp lắm các bà ơi. Cứ từ từ mà tận hưởng sẽ là kiếm được cái hàng đẹp cho con mình này. 12 15 cân nhanh tay. Không lấy con này thì lấy con nào đây? 12 15 cân cho em nhá. 70, mã là 156 70 này. Mã 156 cho em ạ, 70.000 chị ơi. Trời ơi, con áo là gì đây 70.000 thế này. Mọi người nhận hàng quá sướng luôn đấy. Mã là 756 cho em nhá, 70 và 756 này. Rồi, xinh quá con không gái. Đâu Hà Nội chị ơi. Con gái các chị nào có khoảng cân nặng 14 17 cân này. 14. Xin lỗi. Con này cho em 13 15 cân thôi mọi người ơi. 13 15 cân nhá. Size 13 15 cân này. Tại vì mình còn mặc đồ bên trong nữa và nó rất là dày ấy. Nên là lấy cho em hơi rộng rộng nó một tí, dáng xòe cho đẹp. 13 15 cân cho em nhá. 100.000, mã là 817 này. Nhanh tay nhá. 100.000 cho em mã là 817 chị ơi, 100.000 thôi. Mã là 817 100.000 này. Rồi ôi, cái mũ lông cừu của nó là xịn không? Lông mũ siêu nhẹ cho em nhá. Lông mũ siêu nhẹ con này là của cái gì đây? Ôi Baby Gap này mọi người. Xinh nhở? Đẹp thế, con này cả bé trai bé gái mặc đẹp đẹp cho em 10 13 cân đi ạ. Chị nào con size nhỏ lấy luôn bản này đi, thật sự rất đẹp luôn. 10 13 cân cho em nhá mọi người. 10 13 cân ạ. Lấy 100.000 mã 309. 100.000 lên em mua mã 309 chị ơi, 100.000 thôi. 40 42 kg không? Có đấy chị ơi, 40 42 kg có đấy. Lúc nãy em vừa thấy mấy con xong đâu nhỉ? 40 42 kg đúng không? Chị lấy những con như này này. Những con như này này. Em mặc thử nhá. Sweet con này, ui bản này đảm bảo là 309 siêu đẹp luôn. Triệu Uyên. Siêu xịn luôn đấy mọi người ạ. Gọi là nó xịn luôn đấy. Size to đúng không? Ừ, cái này 40 cân mặc được đấy, em 54 cân này vẫn khoác được. 40 cân chị lấy cho con này đi, bé trai mặc con này bao đỉnh luôn. Láng dài nhá, nó là dòng lông vũ siêu nhẹ, con này cực xịn luôn đấy ạ. Lấy 150, mã là 935. 150, mã 935 nhá, 40kg là quá ok rồi. 150, mã là 935, chị ơi 150 thôi. Mã là 935 cho em 150 nhá. Mã là 935 ạ. Rồi, lông vũ siêu nhẹ màu hồng của Polham cho em này. Polham cho em 18-20 cân đi ạ. 18-20 cân nhá, nó là dòng sông lông vũ. 100.000. Mã cho em là 811. 100.000, mã 811, 100.000. Mã là 811 cho em 100.000 chị ơi. Mã là 811 nhá. Ôi, đây bé trai con này cũng đẹp này. Black ear. Uầy, con này xịn quá. Màu đẹp nhở. Bé trai chị nào có khoảng cân nặng từ 28 cho đến 32 cân nhá. Có mũ đấy. 28 cho đến 32 cân này luôn con này. Chất đẹp lắm. Lông vũ 28 đến 32 cân. Lấy các chị 120. Mã là 232 này. 120.000 thôi. Lên mã cho em là 232 chị ơi, 120. Lên mã là 232 nhá. Rồi, có màu tím này đẹp quá này. Uầy, xịn nhở.
ông Navi cho em ạ, nó có thể đóng đai được đấy mọi người. Đây này, em đang để cái đai ở đằng sau nhá. Em đang để cái đai ở đằng sau này. Cái này của ông Navi cho em ạ. Bé nhà chị nào có khoảng cân nặng 19-22 cân ok. 19-22 cân cho em nhá. 232 cho chị Đỗ Ngọc Hiếu. 19-22 cân ạ. Lấy 120, mã cho em là 702. 120 cho em mã 702 nhá, 120.000. Mã là 702 chị ơi, 120 này. Rồi những con như này rất xịn luôn, Zara cho em mọi người ơi. Zara cho em nhá. Bản này cho các bé trai. Các bé trai cho em này, có khoảng cân nặng cho em từ 28 cho đến 32 cân ok ạ. 28 đến 32 cân chất siêu đẹp luôn các bạn ơi. 28 đến 32 cân cho em nhá. 100.000 mã là 183. 100.000 thôi, lên mã cho em là 183 đi chị ơi, 100.000. Mã là 183 này. Ui con này không lấy thì lấy con nào đây mọi người ơi. Bản này không lấy thì lấy con nào đây ạ? Size mã này size 90 này. Các bé nào có khoảng cân nặng 10 13 cân các bạn lấy được này. 10 13 cân này, nhanh tay cho em rất đẹp luôn. 10 13 cân lông vũ siêu nhẹ. Lấy 80, mã là 949 80. Mã cho chị Phương Thúy. 80 nhá. Mã là 949, mã này size 90 đấy ạ. 80 và 949 con chị nào 10 13 cân là mặc quá đỉnh luôn. Rồi 12 15 cân tiếp này. Alo này. 12 15 cân nhanh tay. 12 15 cân nhá, chất xịn lắm các bạn ơi. 12 15 cân lông vũ. 100.000 mã 306. 100.000 mã 306 nhá, đảm bảo là các bạn hôm nay mua được là quá đỉnh quá hời luôn này, nhanh tay mà chốt. Nhanh tay mà chốt đi các chị ạ. Thật sự luôn, không còn số like cuối cùng của bé em mùa hàng đông rồi. Rồi con này đẹp quá này, sapo cho em. Sapo cho em nhá, mang cái size S đi ạ. Con là chị nào có khoảng cân nặng từ 35 37 cân. 35 37 cân nhanh tay nhá con gái. 306. 35 37 cân. Lấy 80. Mã cho em là 341. 80 nhá. 3341 chất rất đẹp luôn. 80 3341 cho em này. 80. Rồi con này size to này. Bé trai bé gái mặc đều được hết. Bé trai bé gái mặc đều được con này cho em nhá. Bản này nó là một bản là các chị con các chị dưới 45 cân, dưới 47 cân đi. 43 47 cân là rất ok luôn này. 43 47 cân nhá mọi người ơi. Người lớn mặc cũng được luôn, chị em mình mặc cũng được này. Chị em mình mặc cũng được luôn này mọi người, size S mặc được. 43 47 cân chị lấy con này đi, dưới 50 cân mà lấy được này. Dưới 50 cân là ok nhá, đẹp nhở. Đây các chị em mình mặc cũng ok mà. 43 47 cân nhanh tay cho em ạ. Lấy các chị bản này 100.000, mã xem là 156. 100.000 nhanh tay nhá. Mã là 156 cho em ạ, 100.000 thôi. Lên cho em mã là 156 đi ạ, 100.000 nhá. Mã là 156 dưới 50 cân là quá đẹp luôn. Mã là 156 cho em này. Rồi lông vũ siêu nhẹ cho em nhá. Lông vũ siêu nhẹ chị ơi, rất đẹp nhở. Lông vũ siêu nhẹ cho em màu xinh đấy. Con này cho em các chị nào có con có khoảng cân nặng từ 28 đến 33 cân. 28 đến 33 cân của con gái cho em nhá, màu đẹp lắm. 156 cho lấy 80 thôi, mã 508 80 nhá, mã 508 cho em lấy 80 thôi ạ. Mã là 508. Màu đẹp lắm các bà ơi, thổ cẩm cho em này. Họa tiết thổ cẩm cho em ạ. Họa tiết thổ cẩm nhá. Forland size 130. Size 130 con này cao các bé có khoảng cân nặng cho em từ 25 27 cân ok này. 25 27 cân nhá, chất rất đẹp luôn các bà ơi. 25 27 cân cho em ạ, màu xinh nhở. Em lấy các chị bản này 120, mã là 128. 120 nhá. Mã là 128 chị ơi, 120 thôi. Mã là 128 cho em ạ, 120 này. Rồi con này cũng đẹp này. Little Chill cho em size bé đi ạ. Con này chị nào có khoảng cân nặng từ 10 cho đến 13 cân. 10 đến 13 cân đấy luôn, bản này rất xinh. 10 đến 13 cân con gái nhá. Lấy 60, mã là 990, 60. 60 cho em nhá. Mã là 990 chị ơi, 60 thôi. Mã là 990 cho em ạ, 60 nhá. Ui bản này đẹp quá này. Con này để em xem nào. Size to của các bé gái. Con là chị nào có khoảng cân nặng dưới 40 cân đi ạ, dưới 40 cân mặc được nhá. 35 40 cân ok này. 35 40 cân các con mặc bản này được ạ. 35 40 cân cho các con gái. Lấy 120, mã là 260. 120 nhá, mã 260 toàn là hiệu cả thôi các bà ơi. 120 cho em mã là 260 đi ạ, 120.000. Mã là 260 cho em nhá. Rồi em có một bản màu xanh này xinh chưa? Độc và lạ này. Màu xanh này con gái mặc đẹp cho em nhá mọi người. Con gái mặc đẹp cho em, mã này size 140 này. Các con có khoảng cân nặng 35 40 cân ok đi ạ. 35 40 cân nhanh tay nhá, rất rất đẹp luôn này. 35 40 cân nhanh tay. Em lấy các chị bản này 100.000, mã là 787. 100.000 thôi nhá. Mã là 787 cho em này, full ham. 100.000 mã 787 nhanh tay, 100.000. Nhanh tay nhá. Mã là 787. Trời ơi, con này xinh thế. Con này xinh thế, cái mũ lông này mình tháo ra được chị nhá. Thích mũ bình thường thôi thì mình tháo cái lông ra cho em. Rồi, con là chị nào có khoảng cân nặng cho em 13 16 cân đi ạ. 13 16 cân của các bé gái, con này quá đẹp luôn này các bạn ơi. 13 16 cân nó đang bị cái mắt hơi to. 13 16 cân nhanh tay nhá. Nhìn đẹp chưa này? Xinh nhở? 13 16 cân các chị nhanh tay lên cho con này cho em này, đảm bảo bao sang chảnh luôn á. 120 đi, mã là 993.
120. Lên mã cho em Hương là 99320 nhá. Mã là 993 cho em là 120. Rồi ôi, lông vũ siêu nhẹ cho em. Rất xinh, 17-20 cân. 17-20 cân lông vũ siêu nhẹ. Lông vũ siêu nhẹ cho em nhá, 17-20 cân ạ. Lấy 100.000 mã 379. 100.000 nhanh tay này, mã là 379, chất quá đẹp luôn các bà ơi. 100.000 nhá, mã là 379 nhanh tay 100.000. Mã là 379 cho em này. Ôi ôi, xinh chưa? Xinh chưa? Bản này cho em 15-18 cân đi ạ. 15-18 cân không đẹp cho hoàn hàng luôn. Con này tự tin khẳng định là không đẹp cho hoàn hàng luôn. 15-18 cân nhanh tay này. 15-18 cân cho em nhá. Em lấy bác chị bản này là 100.000, mã là 417. 100.000 cho em này. Quá hồi cho các bà luôn, mã là 417 cho em ạ. 100.000 nhá. Mã là 417 chị ơi, 100.000 cho em ạ. Mã là 417 này. Trời ơi, con này xinh nào. Chị Kiều Trang. Zarago cho em này. Zarago nhá. Cho các bé nào có khoảng cân nặng từ 15-17 cân này. 15-17 cân con này bao đỉnh luôn các bà ơi. Kiểm tra hàng chị ơi. Được kiểm tra hàng thoải mái luôn mọi người. 15-17 cân cho em nhá. Lấy 100.000 mã là 384. 100.000 cho em mã 384 nhá. Cho mọi người kiểm tra hàng thoải mái luôn. Check hàng thoải mái trước khi nhận nhá. Đảm bảo là mọi người nhận là mọi người mở ra là mọi người chỉ có sướng thôi. Mở ra là chỉ có sướng thôi các bà ơi. Rồi. À, tiếp nhá. Con này cho em này. Bé trai, bé gái đều được ạ. Nhưng mà cái này có vẻ là bé gái thì hợp lý hơn. Rất là dày và ấm luôn. 38-42 cân. 38-42 cân lên luôn con này nhá. 38-42 cân ạ. Lên cho em con này 70. Mã là 164-70. Mã là 164 nhá, lấy 70 thôi. Mã là 164. Trời ơi, các chị nào con là chị nào có bé gái lấy con này không lấy hơi phí luôn các bà ơi. 25-30 cân này. Siêu xịn luôn đấy. 25-30 cân cho em nhá. Con này nhìn nó kiểu xịn lắm. Lông vũ siêu nhẹ mà. 100% là lông vũ cho em nhá. Nó là 100% là lông vũ mà nhìn cái form áo của nó trông sướng mắt không? 25-30 cân lấy luôn các bà ơi, không có gì phải suy nghĩ cả. 120, mã là 317 này. 120.000 mã 317 cho em nhá. Con này không lấy thật sự quá phí luôn. Mã 317 cho em ạ. Rồi em lên một con lông vũ siêu nhẹ đi. Em lên một con lông vũ siêu nhẹ cho các bé có khoảng cân nặng 19-22 cân ạ. 19-22 cân màu vàng này, bé trai bé gái mặc đều đẹp nhá. Lấy 80, mã là 192 80. Mã 192 chị ơi, 80 thôi. Mã là 192 cho em nhá, 80 này. Mã là 192. Rồi con này đẹp quá này, Nike. Nike cho bé trai có khoảng cân nặng 12-14 cân ạ. 12-14 cân cho em bé trai nhá. Lấy 70, mã là 320. 70, mã 320 cho em này, nhanh tay này, 70. Mã là 320, 70. Mã là 320 cho em nhá. Trời ơi, cái màu này nó xinh gì đâu luôn này mọi người ơi, chi spoil. Bản này cho em các bé trai có khoảng cân nặng từ 23 cho đến 26 cân. 23-26 cân nhanh tay cho em này. Con trai nào, chị nào lấy được con này thì quá sướng luôn. 23-26 cân nhanh tay nhá. Lấy 120, mã là 773. 120 cho em, mã là 773. Chị ơi, 120 thôi. Quả bé trai size 16-17kg không? Có chị ạ, bé trai đây này. Size 16-17kg chị lấy cho em con này đi. 16-17kg chị lấy cho em con này. Không đẹp em cho hoàn tiền luôn. Con này 16-18 cân mặc đẹp này. 16-18 cân mặc đẹp này. Không đẹp cho hoàn tiền luôn, tự tin như mức như thế các mọi người. Lấy các chị con này 120, mã là 297, 120.000 nhá. Mã 297 nhìn nó xịn lắm luôn đấy này. 120 cho em nhá. Mã là 297 chị ơi, 120. Mã là 297, 120 này. Mã là 297 đây, bảng này cũng đẹp này. 18 cho đến 20 cân. Bé trai nhá, 18 cho đến 20 cân rất xinh luôn. 18 20 cân cho em này, nhanh tay. Nếu mà bé nào nhà chị nào mà mập mập thì mình lấy tăng size lên cho em nhá. 18 20 cân nhanh tay. 18 20 cân lấy 70 đi ạ. Mã là 862 70. Mã 862 70. Mã 862 cho em nhá, 70.000. Mã là 862 rồi, xinh quá. Xinh quá, xinh quá. 15 18 cân ok. 15 18 cân cho em nhá, chất xịn nhở. 15 18 cân cho em màu kiểu trông baby ấy. Em tặng mọi người luôn 60 đi. Mã 927 60. Shop like ca chưa về các chiều tối. Mã là 927. 60 mã 927 nhá mọi người. 60 thôi ạ. Mã là 927. Trời ơi con này đẹp quá các bà ơi. Đẹp quá. Bé trai là chị nào có khoảng cân nặng 18 21 cân. 18 21 cân mà chị không lấy cho con này thì em thật sự rất tiếc với chị luôn. 18 21 cân nhá. Đẹp đỉnh luôn đấy mọi người ạ. 18 cho đến 21 cân mũ mau đầy đủ nhá. Lấy 120 đi, mã 380 này. 120.000. Cho em mã là 380 nhanh tay nhá. 120 mã là 380 cho em 120 này. Mã là 380. Rồi. Ôi, chiếc size tiếp này, size 100. Con này cho em chị nào, con là chị nào có khoảng cân nặng 18 cho đến 20 cân. 18 đến 20 cân nhanh tay. 18 đến 20 cân cho em nhá. 120, mã cho em là 261. 120 này, mã là 261 chất rất đẹp luôn, 120. Rồi size to của bé gái cho em Zile. Zile size to của bé gái nhá. Con là chị nào có khoảng cân nặng từ 28 cho đến 32 cân đi ạ. 28 đến 32 cân thoải mái cho em này.
Lấy 70, mã là 381, 70. 70 nhá, mã là 381 cho em ạ, 70 thôi. Rồi blue này. Rất rất đẹp luôn các bạn ơi, có mũ. Có mũ cho em nhá. Con chị nào có khoảng cân nặng 16 cho em 19 cân. 16 đến 19 cân, con này bao đỉnh luôn, 16 19 cân cho em này. Lấy 120, mã là 750, 120, mã 750 nhá, bao đẹp luôn đấy, 120, mã 750 ạ. Rồi con này như thế này, xinh nhờ. Con gái ấy, chị nào có khoảng cân nặng cho em 15 18 cân này. 15 18 cân có mũ nhá, không đẹp không lấy tiền luôn. 15 18 cân, lấy 120 đi ạ, mã là 853, 120, mã là 853, 120 nhá. Mã là 853 cho em này. Rồi, mọi người ơi, mời em lên cho bé trai bé gái thì comment nhá. Rồi áo gió này mọi người ơi. Áo phao kiểu phao gió ấy, nhẹ nhàng thôi. Coco Rita size 110, bên trong là có lót một lớp nó. Đây này, nó lót một lớp như này thôi. Mỏng mỏng thôi, không không phải là cái loại phao dày phao béo đâu nhá. Con là chị nào có khoảng cân nặng 15 18 cân ok đi ạ. 15 18 cân size nhỏ nhá. Lấy các chị 40, mã là 981 40 này. 40 mã 981 gọi là vừa bán vừa tặng luôn. 40 cho em mã 981 nhá. 40 nhá, nhanh tay mã 981. Trời ơi. Siêu xịn luôn các bà ơi. Siêu xịn luôn cho em này. Chị nào có con gái cho em trong khoảng tầm 15 17 cân lấy luôn. 15 17 cân trời ơi, nó xinh xỉu luôn các bà ơi. 15 17 cân nhanh tay cho em nhá. 120, mã cho em là 135 này. 120 cho em nhá. 120 mã là 135 120 này các bà ơi. Mã là 135 120. Vừa nãy chị nào hỏi em áo size to đúng không? Áo size to thì lấy con này cho em này. Size 145 cho em của các bé này. Tương đương với lại các con này lông vũ luôn đấy các bà. Có khoảng cân nặng 30 35 cân này. 30 35 cân các chị lên con này đi. 30 35 37 cân được nhá. Trời ơi con này xịn quá, lông vũ cho em này. Em lấy 120, mã là 392. 120 nhá. Lên em mua mã là 392 đi trời ơi. 120.000 mã là 392 cho em này. 35 37 cân quay đầu là quá ok luôn. Trời ơi lông vũ luôn các bà ơi. Lông vũ xịn nhẹ cho các con 35 40 cân. 35 40 cân cho em này, size to nhá. Cực kỳ đẹp luôn các bà ơi. 35 40 cân lông vũ siêu nhẹ ạ. Em lấy mọi người bản này 70. 70 nhá. Mã là 725 70 thôi. Mã 725 này 70. Mã cho em là 725 đi mọi người ơi. 70 ạ. Mã là 725 cho em nhá. Rồi em xem có con nào đẹp này em lên trước cho nhá. 28 30 cân này. 28 30 cân lông vũ siêu nhẹ cho em. Trời ơi nhìn nó vin vô cùng luôn các bà ơi. Mùa đông rất là họ hiếm, rất là khó mua được những cái bản như này luôn ấy. 28 30 cân nhá. Lấy 100.000 cho em mã là 121. 100.000 cho em mã là 121. Đảm bảo là các chị hôm nay nhận hàng là chỉ có sướng thôi. Sợ mọi người không chốt được thôi. Bản này gơn cho em size 140 này. Gơn cho em size 140 dành cho các con tầm 22 cho đến 26 cân. 23 26 cân ok nhá. 23 26 cân đi ạ. Size nó cũng nhỏ nhỏ thôi. Form nó đánh như thế, mang đánh thế, form nó nhỏ thôi. 23 26 cân nhanh tay này. Lấy 50 con này nhá. Sao trần ạ. Mã là 884 mỏng mỏng thôi. Sao trần mỏng mỏng các bé mặc trong ngày thời tiết như này vừa phải thôi nhá mọi người ơi. Nếu mà dậy mà lạnh quá là không mặc được đâu. 25 cân quay đầu cho em, 23 26 cân đi. Lấy 50 cho em mã là 884. 50 mã 884 50 nhá. Mã là 884 chị ơi, 50. Mã là 884 nhá, 50 cho em này. Trời ơi, con này không lấy thì lấy con nào đây các bà ơi? New Balance mà không lấy thì lấy hàng gì đây các bà ơi? Con này nó quá xịn luôn. Bé trai nhà chị nào có khoảng cân nặng từ 13 16 cân nhá, nhanh tay đi nè. 13 16 cân nhanh tay đi các bà ơi, thật sự các bà lấy được con này là các bà chỉ có mong ngồi cười cả ngày vì sướng thôi. 120, mã cho em là 937 nhá. 120 này, mã là 937 đảm bảo các chị nhận được con này sướng. 120 nhá, mã là 937 sập sàn luôn. 120 cho em ạ, mã là 937 đi chị ơi, 120. Lên mã cho em là 937 nhá, 120.000. Rồi, áo phao nam cho các con có khoảng cân nặng từ 23 25 cân này. 23 25 cân nhanh tay cho em, chất rất đẹp luôn các bà ơi, phao trần ạ. 23 25 cân nhá. 937 cho chị Phương Thảo. 23 25 cân con này 120, mã là 365 120. Mà 365 toàn là hiệu thôi. Con này đẹp lắm chị Phương Thảo, chốt con này quá sướng luôn. Rồi, bản này cho em đẹp này mọi người ơi. Nó là lông vũ siêu nhẹ. Lông vũ siêu nhẹ size này cho các bé con có khoảng cân nặng 25 27 cân nhá. Size bé trai 25 27 cân của bé trai này. Lấy 120 mã 169 đi ạ. 120.000 cho em mã là 169 này, 120 mã 169 cho em nhá, 120 này. Rồi Colombia đi mọi người. Colombia size 120. Các con có khoảng cân nặng từ 23 cho đến 26 cân ok. 23 26 cân ok nhá. 23 26 cân cho em này. Em lấy mọi người 90, mã cho em là 234, 90 Colombia. Mã 234 nhá, bao rẻ luôn. 90 mã 234 cho em này. Rồi. Xem nào, con nào đẹp đẹp em lấy cho các chị trước nào. Alo cho em này. Alo size 90 cho em ạ.
Con là chị nào có khoảng cân nặng 12 15 cân, ok. 12 15 cân nhá, chất rất đẹp luôn các bà ơi. 12 15 cân nhanh tay này. Lấy 80, mã là 302, 80 thôi. Mã là 302 nhá. Vừa rẻ vừa đẹp, 80. Mã 302 chị ơi, 80 thôi. Mã là 302 cho em này. Rồi, chị nào con gái chị nào thích mặc kiểu hoa lá cành em mình lấy con này trên lông vũ siêu nhẹ nhá. Lông vũ siêu nhẹ 17 20 cân. 17 20 cân. Trời ơi cái hình hoa họa tiết của nó xinh lắm luôn ấy. 17 20 cân nhanh tay này. Lấy 100.000, mã là 359. 100.000 nhá. Lên mã trên mừng là 359 chị ơi, 100.000. Mã 359. Rồi con này không lấy thì lấy con nào đây? Bản này không lấy thì lấy bản nào đây các bà ơi? Nó là dòng phao trần bông. Con này chị nào có khoảng cân nặng 22 25 cân này. 22 25 cân. Trời ơi đẹp đỉnh luôn ấy. 22 25 cân mọi người nhìn cái áo phao sướng không? Cái màu này nhìn nó vô cùng Hàn Quốc nhá. 23 25 cân các chị lấy cho con này. À, 22 25 cân xin lỗi mọi người. 100.000 thôi ạ. Mã là 415. 100.000 nhá. Mã là 415 chị ơi, 100.000. Rồi ôi, cái con bánh bèo này vô cùng luôn này. 10 cho đến 13 cân đi ạ. 10 đến 13 cân. Chị nào có con gái 10 13 cân lấy luôn. Không có gì để suy nghĩ cái con thế này luôn. 10 13 cân cho em nhá, siêu xinh nhá. 120, mã là 379. 120 nhá. Lên lên mừng mã 379 đi chị ơi, 120. Lên mã là 379 cho em này, 120.000 chị ơi. Mã là 379 cho em ạ. Rồi ôi. Xịn nhờ. Gơn cho em nhá, bên trong này lót lông toàn bộ này. Cái lông của nó rất là dày và đẹp luôn mọi người ạ. Bản này cho em các bé có khoảng cân nặng 12 15 cân đi ạ. 12 15 cân không có gì phải suy nghĩ luôn các bà ơi, nó quá xịn luôn con gái nhá. 12 15 cân cho em, 100.000, mã là 208. 100.000 cho em mã 208 chị ơi, 100.000, mã 208. Rồi, bản này cho em 23 27 cân cho em. 23 27 cân ok nhá, siêu xinh luôn này. 23 27 cân nhanh tay ạ. Lấy các chị 80, mã là 340, 80. Mã là 340 nhá, 80.000. Mã là 340 chị ơi, 80. Mã là 340 nhanh tay nào. 80 mã 340 mọi người ơi. Muốn mua hàng như thế nào cho bé trai hay bé gái và màu gì thì comment tương tác lên cho em nhá. Comment tương tác lên cho em nào. Em để cho mọi người cái giá gọi là nó siêu siêu ưu đãi rồi. Nên là các bà giúp em là mọi người muốn mua cái hàng như thế nào thì mọi người comment lên thì em sẽ ưu tiên em lên trước cho mình nhá. Rồi, thả tim thả like tích cực lên đi các chị ơi. Thả tim thả like tích cực lên cho em này. Và mình comment kiểu muốn mua cái sản phẩm như thế nào ấy thì mình comment lên thì mình sẽ được ưu tiên lên trước. Xong em còn đấy chị ạ, đợi một tí em lên xong nhá. Rồi và này cho em này 12 15 cân ok. 12 15 cân bé trai cho em nha, Adidas đấy mọi người. À, xin lỗi mọi người, con này là Nike nhá. Nike cho em ạ, lấy 60 đi. Mã là 320 60 này. Mã 320 12 15 cân 60. Mã 320 cho em nhá, 60 chị ơi. Mã 320 60 này. Rồi, em xem ở đây. Ôi nó siêu siêu dày luôn, size to đây. Chị nào vừa nãy hỏi em size to nhỉ, mình lên con này này. Tay to lắm để em xem này. Phải 50 cân mặc được đấy. 50 cân vẫn mặc được cho em. Rồi, dưới 45 50 cân ok đi ạ. 45 50 cân của các bé nhá. Bé trai cho em này. 45 50 cân ok. 45 50 cân cho em nhá. Lấy các chị 70 đi ạ. Mã cho em là 847. 70 thôi. Mã 847 dưới 50 cân. Trời ơi. Quá rẻ và đẹp luôn. 70. Mã là 847 nhá, 70 thôi. Mã là 847 cho em này. Rồi lên con này đi chị ơi. Lên con này đi ạ. Con này cho em 13 15 cân ok này. 13 15 cân nhanh tay nhá, cho chị sơ mi lên đi. 13 15 cân nhá. Lấy con này 70 đi ạ. Mã cho em là 350 70. Mã 350 70 chị ơi. Mã 350 70 nhá. Rồi, với chị hỏi em áo gió nhỉ? Lên con này đi. Áo gió lên con này đi chị ơi. Size áo gió đây nhưng bên trong nó vẫn có lót một lớp đấy. Áo gió bên trong vẫn lót một lớp. Ừ, làm sao sáng nữa thôi. Rồi con này đẹp quá này mọi người. 17 20 cân. 17 20 cân nhanh tay nhá. 17 20 cân cho em nhá. Lấy các chị bản này 50 ạ, mã 65. Con này 50 nhá, lấy mã 65 cho em này, rất đẹp luôn, 50 thôi. Mã 65. Rồi sơ mi của các bé gái này. Sơ mi của các bé gái. Ôi con này Zara cho em này mọi người ơi, xinh quá. 30 35 cân đi ạ. 30 35 cân của các bé gái nhá, siêu xinh luôn. Lấy 40, mã là 149. 40. Mã 149 40 nhá. Mã là 149 cho em này. 350 cho chị Thanh Lam. Nhiều bạn đẹp lắm mọi người ơi, xịn này. Trời ơi. Con này mọi người vào trung tâm thương mại mọi người mua là cực kỳ đắt luôn đấy. Con này cho em chị nào mà size nhỏ nhỏ ấy, dưới tầm 40 45 cân mình vẫn mặc được cho em nhá. 40 45 cân cho em nhá, của các chị nữ ấy mọi người. Người lớn luôn đấy. Dưới 45 cân cho em nhá. Lấy 40 đi, mã là 386 này, con này đẹp nhỉ? 40 cho em nhá, mã 386 mặc kiểu nó đơn giản mà đẹp ấy, dễ mặc. 40 cho em mã 386 này, xinh lắm. Mặc đơn giản thôi mà xinh. 40 mã 386 cho em nhá. Rồi nhanh tay thì được những con như này các bà ơi. Đẹp nhở.
Con này cho em 35-40 cân đi ạ. 35-40 cân nhanh tay nhá, xinh nhở tay lửng. 35-40 cân Zara. Em lấy 40 mã 526 thôi chị Phạm Thùy Trang. 40 mã 526 này. Quá rẻ và đẹp luôn, đảm bảo các chị nhận hàng này là chỉ có sướng thôi. 40 mã 526 này. Rồi lên một con polo ráp lau ren. Polo ráp lau ren của người lớn, size này size SM nhỏ 53 cân quay đầu. SM nhỏ nhá, 53 cân quay đầu cho em của các chị nữ người lớn luôn cho em nè mọi người ơi. Đảm bảo các chị lấy được bản này là quá sướng luôn. 50 mã là 710. 50 nhá. 26 cho chị. 50 mã 710 chị ơi, 50 mã 710. Rồi sơ mi trắng có một ít thôi, các chị nào thích lấy thì nhanh tay nhá. Size 150 của các bé con này. Size 150 của các bé con cho các bé nào 45 cân quay đầu mặc được hoặc các chị nữ size nhỏ nhá. Hoặc là các chị nữ size nhỏ mình vẫn mặc ok cho em này. 26 chốt rồi chị ơi. Lấy 40 mã là 242. 40 mã 242 cho em nhá. 40 mã 242 đấy các bạn ơi, phải nhanh tay vào. Rồi con này cho em chị nào có con gái có khoảng cân nặng 20-25 cân này. Xinh quá các bạn ơi. 20-25 cân được các bé con nhá. 20-25 cân lấy cho em con này 70. Lấy 60 thôi. 60 nhá. Mã cho em là 519. Xinh lắm luôn các bạn này cho em này. 60 mã 519 cho em 60 đi ạ. Mã là 519 nhá, 60 này. Rồi size nhỏ xíu xinh xắn cho em này, 8 cho đến 10 cân. 8 cho đến 10 cân các chị lấy con này cho bé mặc đi, váy cho em nhá. Bao xinh luôn. 8 đến 10 cân váy của các bé con. Lấy 40 mã 1. 40 mã 1 cho em, 40 mã 1 này. Rồi áo các chị em mình này. Áo các chị em mình size này size SM 55 cân quay đầu. Dưới 55 cân bao xinh luôn các bạn ơi. Dưới 55 cân bao xinh luôn nhá. Lấy 80 mã là 949, 80 này. Xinh nhỉ? 80 nhá. Mã là 949 size của chị em mình đấy ạ. 80 mã 949. Rồi con là chị nào 10-13 cân. 10-13 cân nhanh tay này. 10-13 cân nhá. Đẹp quá các bạn ơi. 10-13 cân của bé gái này. Bé gái cho em nhá, xinh thế các bạn ơi. 10-13 cân cho em này. Con gái mặc con này quá đẹp luôn. 40 mã là 750, con này của Âu Navi. Âu Navi 10-13 cân cho em nhá. 40 mã 750 đi ạ. 40 mã 750. Rồi, ôi mọi người ơi. Sơ mi của bé trai này. Ui con này cho em Tommy Hilfiger luôn. Chị Ái Trân. Tommy Hilfiger 10-13 cân của bé trai. Ui các chị lấy con này đi, quá đẹp luôn này. Tommy của bé trai cho em nhá. Đảm bảo các con mặc con này rất xinh luôn. Tommy của bé trai lấy 50 mã 733. 50 cho em mã 733 nhá, sơ mi của bé trai màu này đẹp lắm. 50 cho em này, mã là 733 chị ơi, 50 thôi. Mã là 733 cho em nhá. Ui, chị em nào là 40-45 cân lấy con này đi. Của các mẹ nhá mọi người ơi, của các chị em mình ấy, 40-45 cân mặc cả này bao đẹp luôn. Xinh nhở? 40-45 cân nhanh tay cho em này. 40-45 cân ạ. Lấy 70 mã là 48. 70 cho em nhá, mã là 48 chị ơi, 70. Lên mã là 48 cho em này. Rồi, con này cho em của cái gì đây? Ui, Âu Navi. Âu Navi con này cho em từ 9 đến 11 cân. 9 đến 11 cân nhá, xịn sò luôn này các bạn ơi. 9 đến 11 cân lấy 30 đi. Mã là 914 30. Mã 914 cho em nhá. Rồi mọi người ơi, hết hàng sơ mi đây, không có nhiều đâu nên chị nào thích chốt thì phải nhanh tay nhá. Adidas cho em con này chị nào có bé chị nào có khoảng cân nặng từ 14 cho đến 16 cân ok này. 14 đến 16 cân nhá. Lấy 60 đi. Mã là 687. 60 cho chị Trần Hà. 60 mã 687 nhá. Rồi sơ mi Zara cho em này. Sơ mi xin lỗi mọi người, con này của HM nhá. Sơ mi của HM cho em bé nào có khoảng cân nặng 30-35 cân. 30-35 cân của bé gái cho em nhá, sơ mi của HM ạ. 30-35 cân lấy 40 mã 906. 40 mã 906 40. Cho chị Thế Tùng. Đây mua con này cho các bé mặc cho mát này các bạn ơi. Các bé mặc cho mát bé gái nhá. Bé gái cho em ở đằng sau này. Mát lắm luôn đấy, mặc đi bơi các thứ này, mặc làm áo bơi cũng được. 12 đến 15 cân ok, 12-15 cân nhá. Lấy 40 mã là 649. 40 mã 649. Thôi chị Nguyễn Thùy Linh. 40 mã 649 nhá. Rồi ôi. Siêu xịn luôn, mang lấy size 140 này, size S của chị em mình tương đương với size S của chị em mình đi ạ. 50 cân quay đầu mặc được. À xin lỗi. 45 cân thôi mọi người. Con này 45 cân thôi, của các bé vì tay nó ngắn lắm. Là 45 cân cho em nhá. Tới 45 cân lấy 40. Mã là 582 40. Mã 582 40 đi ạ. Mã 582 này. Rồi con này siêu xinh luôn, HM này. HM tiếp cho em này. Xinh quá. Và đây cho em chị nào có con gái trong khoảng cân nặng 30-35 cân ok ạ. 30-35 cân các con nhá, mặc áo mặc đi học này, quá xinh luôn. 30-35 cân nhanh tay, lấy các con 50, mã là 889, 50 áo nhá. Mã là 889 cho em này. Rồi con này xinh quá này các bạn ơi. Cả này mặc cực kỳ đẹp luôn, mát lắm. Rồi dưới 3, dưới 45 cân đi ạ, dưới 45 cân ok nhá, xinh xỉu luôn này. Dưới 45 cân mặc được cho em này các bé. Dưới 45 cân hoặc chị em mình đều mặc được. 40, mã là 516, 40 mã 516 nhá, hết ạ. Em lên áo phao nhá, lên áo phao này. Rồi, con này cho em này mọi người ơi. 13 cho đến 16 cân ok ạ. 13-16 cân nhá, nhanh tay này, rất rất đẹp luôn.
13 16 cân, lấy 60, mã là 927 60 nhá. Mã 927 60 này mọi người ơi. Mã 927 60 cho em nhá. Mã là 927 nhanh tay thì được, 60. Rồi lông vũ siêu nhẹ, không lấy con này thì lấy con nào đây? Nó là lông vũ siêu nhẹ 22 25 cân. 22 25 cân lông dòng lông vũ cho em. Lấy 80 đi ạ. Mã là 192, 80 lông vũ mọi người ơi. Quá đỉnh luôn. Mã là 192 cho em nhá. Rồi ôi, con này siêu xinh luôn các bà ơi. Chị nào có con gái cho em 28 33 cân cho em. 28 33 cân mà các chị không chốt con này là hơi phí luôn này. 28 33 cân nhá, nhanh tay, chất của nó siêu đẹp luôn, nhìn cái form áo sướng đời không các bà ơi. 28 33 cân các chị nhanh tay cho em nhá. Lấy mọi người bảng này 120, mã cho em là 317 ạ. 120 nhá. Cái mã là 317 chị ơi. Chị con hồng đậm trên sau tay trái của em. Con hồng đậm à? Chắc là con này đúng không? Ui, bà này thì nó là siêu siêu dày luôn này, nhìn đằng sau cái áo sướng không, cái mũ của nó này. Còn cái hàng này của gì đấy? Rồi, polo mọi người ơi, polo ráp Lauren cho em này. Polo ráp Lauren cho em nhá. Trời ơi, con này nhìn sướng lắm, hàng mua tiền triệu đây mọi người ơi. Polo cho em này. Bản này cho chị nào có con gái có cân nặng tầm 12 cho đến 15 16 cân cho em nhá. 12 16 cân ok này. Chất của nó siêu đẹp luôn các bà ơi. 12 16 cân đi ạ. Em lấy các chị bản này 120 thôi. Mã là 193, đặc biệt là con này nó còn rất là mới nữa các mọi người, mua đi tặng cũng được luôn đấy. Mua đi tặng cũng được luôn đấy mọi người. 120 cho em nhá. Mã là 193 bởi vì nó rất mới. 120 cho em, mã là 193 nhanh tay ạ. Rồi phao trần bông siêu nhẹ cho em mặc như là áo gió thôi các bà ơi. Con này là hàng của Uniqlo. Uniqlo cho em nhá. Ui, bà này đẹp quá này các bà ơi. Mặc nó nhẹ nhàng thôi. Các bé mặc cái con này dễ chịu lắm. 13 cân quay đầu cho em, 10 13 cân nhá. 10 13 cân nhanh tay này. Lấy các chị 60. Mã là 979 60 ạ. Mã là 979, quá rẻ luôn các bà ơi, 60. Mã là 979 cho em này. Rồi Colombia. Colombia cho em này. Bản này cho em các chị nào có con trai nhá, có cân nặng 17 20 cân ạ. 17 20 cân lấy con này cho em này các bé trai. 17 20 cân lấy 90. Mã là 768 90 nhá. Mã 768 chị Hương Vũ. 90 mã 768 còn 193 đấy, chị lấy về là chị sướng lắm luôn ấy. Sướng lắm luôn đấy mọi người ạ. Rồi, bản này đẹp cho em này. Xinh quá mọi người ơi. Zara hiệu nhá, Zara cho em này. Zara cho các con có khoảng cân nặng 15 18 cân ạ. 15 18 cân của Zara nhá. Em lên lên cho em con này 100.000, mã là 384. 100.000 mã 384 nhá, 100.000 thôi. Mã là 384 chị ơi, 100.000. Trời ơi, con lông vũ siêu nhẹ này chị nào có con gái cho em 20 25 cân không thể bỏ lỡ được đâu mọi người ơi. Vì nó quá xịn đi. Nó quá xịn đi mọi người ơi, 20 25 cân nhá. 120, mã là 379 này. Đẹp lắm luôn đấy. 120, mã là 379, 20 25 cân đấy luôn. 20 25 cân nhá, 120. Mã là 379, 120 cho em nhá. Mã 379 cho em ạ. Rồi. Ôi xinh quá, Uni này. Uni cho em size này, các bé nào có khoảng cân nặng từ 22 25 cân. 22 25 cân ok nhá. Chất bao đẹp luôn. 22 25 cân cho em này. Em lấy các chị 100.000 mã 134. 100.000. Cái gì? Giảm giá nữa đi Hương ơi à. Giá này giá sập sàn rồi, giá lỗ to rồi, làm sao giảm được nữa chị ơi. Rồi 20 23 25 cân lấy luôn con này nhá. 23 25 cân ạ. Lấy 100.000 mã là 134. Ôi trời ơi chị ơi, bỏ 100.000 ăn hai bát phở là hết đúng không? Chị đi đâu chị mua được cho con cái áo lông vũ đẹp như thế này. Cổ này mình tháo được nhá. Nếu không thích cái cổ lông này mình tháo được cho em nhá. Xinh xỉu luôn đấy. 23 25 cân ạ, nhanh tay nhá. 100.000 mã là 134. Đấy, một phép tính đơn giản như thế thôi, toàn con lông vũ hoặc là con hiệu xịn. Đây những bản như này cho em quá đẹp luôn này mọi người. Quá đẹp luôn cho em nhá. 25 30 cân nhỉ. 25 30 cân nhanh tay cho em này. Với cái giá này là mọi người không cần phải suy nghĩ nhiều đâu. Cứ đúng size là mọi người chốt thôi. Thật sự luôn đấy. Nhận hàng về hàng mà nó mà như thế nào mọi người phản ánh lại bên em. Không bao giờ có chuyện là kiểu mấy chục mà hàng vớ vẩn đâu. Thật sự mọi người, những con này quá đẹp luôn này. 100.000 nhá. Mã là 330. 100.000 mã là 330, chẳng qua là kiểu nó hết mùa rồi ấy. Thì khách bom về thì mang ra xả cho các chị thôi. Rồi Adidas cho em nhá. Adidas cho em này mọi người ơi. Adidas cho em size này cho các bé nào có khoảng cân nặng 17 20 cân đi ạ. Adidas này, 17 20 cân các con này. Lấy các chị 80, mã là 398. 80 3398 sửa mã chị này. 80 3398 nhá. Underground. Bản này cho các bé nào 19 22 cân. 19 22 cân cho em nhá. 19 22 cân lấy 40, mã là 262. 40. Mã 262 40 chị ơi. Hàng cũng không có nhiều đâu, em sắp hết hàng rồi. Các chị không chốt nhanh không còn để mà chốt đấy. 9 11 cân này. 9 đến 11 cân size nhỏ nhá. 9 đến 11 cân lấy 70 đi, mã là 400 70 này. Size nhỏ lấy như lấy rẻ này, 70 mã 400 70 ạ. À.
mã là 400 nhá. Rồi ôi chị nào có con gái lấy con này cho em quá sướng luôn này. 12-15 cân nhanh tay, cực đẹp luôn các bạn ơi. 12-15 cân nhá, xinh chưa? 12-15 cân chị Phương Vũ. 12-15 cân di lê của bé gái nhá, đảm bảo mọi người lấy được những con như này nó sướng lắm các bạn ạ. 12-15 cân cho em 50 thôi. Mã là 291 50 nhá. Mã 291 cho em này, 50 chị ơi. Mã là 291. Rồi, bạn này chắc các bé nào có khoảng cân nặng 19 đến 22 cân, bé gái nhá, nó vừa phải thôi, con này không quá dày đâu. 19 đến 21 cân nhanh tay này. Em lấy một người bảng này 70, mã là 925, 70 nhá. Mã 925 70 chị ơi. Mã là 925 70 này. Mã là 925 nhá. Rồi áo phao dày cho em này. Ui bạn này siêu xịn luôn đấy mọi người ơi, Twin Kit size 110. Con này cho bé nhà chị nào có khoảng cân nặng 20 đến 23 cân này. 20 đến 23 cân bé trai gọi là bao đẹp luôn. Bé trai cho em nhá, 20 đến 23 cân chất nó xịn lắm ấy. 20 23 cân. Lấy 100.000 đi, mã là 315. 100.000 nhá, mã 315 để hôm nay năm nay lạnh muộn ấy. 30 tháng 4 đến nơi rồi mà vẫn còn lạnh các bạn ạ. Mình xem cái mũ lông à. Ok. Mũ lông đây đúng không? Ủa ơi, tinh mắt thế chị ơi, con này siêu xinh luôn. Cái lông này mình tháo được nhá. Không thích lông thì mình tháo lông ra được cho em nhá. Bảo này cho em các chị nào có con gái có cân nặng tầm 17 cho đến 20 cân này. 17 đến 20 cân rất rất đẹp luôn các bạn ơi. 17 đến 20 cân chị nào lấy được con này em xin chúc mừng luôn, nó là lông vũ cho em nhá. Em lấy các chị bản này à 120 399 320. Mã là 993 cho em này. 120.000 chị ơi. Lên mã là 993 cho em Hương nhá. 120 nhá. Lên mã 993 chị ơi, 120 này. Lên mã là 993 đi ạ, 120. Rồi con này size to để em xem nào. Lông vũ đây. Lông vũ size to cho em nhá. Con bé này cho con là chị nào có khoảng cân nặng 35 đến 40 cân đi. 35 40 cân cho em nhá mọi người. Ừ, con này 40 45 cân được, 40 đến 45 cân được, em hơn 54 cân mà vẫn khoác vừa mà. 40 45 cân nhá, nhanh tay này, cực đẹp luôn. 40 45 cân cho em ạ, chất bao đẹp luôn mọi người ơi, nó là dòng lông vũ siêu nhẹ. Và em lấy các chị 100.000 mã là 787. 100.000 mã 787 nhá, nó là của các con ấy, chị người lớn không mặc đâu, cái tay nó ngắn lắm. Mã 787 100.000 thôi mọi người ơi. 100.000 nó 787 nhá, đảm bảo các chị nhận được hàng chỉ có sướng thôi. Chỉ có sướng thôi các bà ơi. Rồi con này cho em siêu xịn luôn này. Siêu xịn luôn cho em ạ, 15 18 cân. 15 18 cân cho em nhá. Trời ơi đẹp lắm luôn ấy. 15 18 cân cho em nhá, con này không đẹp cho hoàn tiền luôn, ok chưa ạ? 100.000 mã là 417. 100.000 mã 417 nhanh tay này. 100.000 thôi các bà ơi. Mã là 417 cho em 100.000 nhá. Mã là 417 cho em này. Rồi áo hồng của các bé này, cái màu hồng này xinh lắm. Cổ mũ lông này, mũ lông mình có thể tháo được cho em nhá. Con là chị nào 17-20 cân nhanh tay. 17-20 cân này, đẹp chưa? Nên cái dáng áo trông đỉnh nhờ. 17-20 cân cho em nhá. 120 mã 318. 120 cho em mã 318 đi ạ. 120 chị ơi, mã cho em là 318 nhá. Trời ơi, các con gái ơi, mẹ ơi, lấy cho con này chị quá xinh luôn này. 13 cho đến 16 cân ok ạ. Có thể đóng đai được cho em nhá. Có thể đóng đai được ạ, 13-16 cân nhanh tay. 120 mã là 308 này. Đấy, quá đẹp luôn các bà ơi. Này, nhìn cái nền hoa của nó này. 120 nhá, mã 308, hàng Việt Nam có những con như thế đâu, đảm bảo luôn. 120 mã 308 cho em nhá. Ôi, sao trần nó phải đẳng cấp như thế này nè mọi người ơi. Vì sao? Nó là hàng hiệu Polo cho em nhá. Polo Ralph Lauren cho em ạ, size này cho các con 15 18 cân này. 15 18 cân Polo Ralph Lauren. Trời ơi, con này đỉnh lắm luôn đấy. Ralph Lauren cho em nhá. Em lấy các chị bản này 100.000, mã cho em là 595. 100.000 cho em ạ, mã là 595 nhá, nhanh tay 100.000 thôi. Mã là 595 chị ơi, 100.000. Rồi, lông vũ siêu nhẹ đây. Lông vũ siêu nhẹ bản này là của Bonham, dành cho các con trai có khoảng cân nặng từ 20 cho đến 25 cân này. 20 đến 25 cân Bonham của các bé trai. Lấy 100.000, mã là 287. 100.000 nhá. Mã 287 chị ơi, 100.000 thôi. Mã là 287 cho em này. Trời ơi. Siêu xịn luôn. Cái mũ lông của nó cũng là lông thật luôn đấy các bà ạ. Nhìn này, sướng không? Màu quá là đỉnh luôn rồi. Con trai nhà chị nào có khoảng cân nặng từ 23 cho đến 26 cân nhanh tay. 23 đến 26 cân không lấy con này thật sự là không còn con nào để các chị có thể lấy được luôn. Chị nào con trai 23 26 cân, trời ơi em khuyên thật lòng luôn lấy con này đi. Vì nó quá xịn luôn ấy, hàng hiệu mà. Lấy cho các chị con này 120, mã là 178 nhá, 120 gọi là cái giá là ai cũng mua được luôn. Mã 178 120, mã là 178 nhá, đảm bảo nhận hàng về là nhớ feedback cảm ơn em nhá mọi người. Rồi con gái nhà chị nào có khoảng cân nặng từ 22 25 cân ạ. 22 25 cân này, trời ơi màu cũng rất xinh luôn, có đóng đai được nhá. Có thể đóng đai được, nó là dòng lông vũ đấy mọi người. Nó là dòng lông vũ cho em nhá. 120 đi, mã là 702.
120 cho em này. 3702 chị Huệ Lê. 120 cho em 3702 chị ơi, 120 này. Huệ Lê. Rồi, xinh chưa này các bà ơi, 12 15 cân. Ok. 12 15 cân. 12 15 cân nhanh tay cho em nhá. 12 15 cân nhanh tay cho em này, đẹp chưa này? 12 15 cân cho em nhá. Lên cho em con này 70. Mã là 156, 70 thôi chị ơi. Trời ơi, tỉnh nhờ. 70 nghìn một con áo này mọi người. Mã là 156, 70. Mã 156 cho em nhanh tay nhá, 70 thôi. Mã là 156. Rồi, size to các bé gái này. Con này chị nào, con này chị nào. Ui, size to lắm mọi người ạ. Con này 50 cân cũng mặc vừa luôn. Dưới 50 cân là mình mặc ok cho em nhá. Đó là dòng thể dòng áo gi lê ấy mọi người. Dưới 50 cân, 45 50 cân ok. 456 45 50 cân ok nhá. Lấy 60 đi, mã là 303. Chị Hương Ngọc em bớt 60, mã là 303 cho em 60 này. Mã 303 cho em nhá, 60 này. Rồi, con này cho em 17 20 cân. 17 20 cân nhanh tay này. 17 20 cân nhá mọi người ơi, sắp hết hàng rồi nhanh tay nhá mọi người. 17 20 cân ạ. Lấy 100 000 mã là 811 cho em. 100 000 này. Mã cho em là 811 chị ơi, 100 000. Mã là 811 cho em nhá. Rồi ôi, con này không lấy cho các bé thì lấy con nào đây các bà ơi. Này, giày ấm đẹp cho em, bên trong có lót lông toàn bộ nhá. Con là chị nào 15 18 cân ok này. 15 18 cân chất rất xinh luôn. 15 18 cân nhá mọi người ơi. Lên cho em con này 100 000 mã là 817. 100 000 mã 817 cho em nhá. 100 000 bên trong lót lông toàn bộ ấm lắm. Mã 817 cho em ạ. Rồi ôi, con này đẹp quá các bà ơi. 35 40 cân nhanh tay này, lông vũ siêu nhẹ. 35 40 cân nhá, lông vũ siêu nhẹ cho em này. 35 40 cân. Lấy 80. 80 cho em mã là 508 ạ. 80 chị ơi, mã là 508 cho em nhá. Lấy 80 thôi, mã là 508 đi ạ. 80.000. Rồi ôi, con gái chị nào size lớn lấy con này đi. 38 42 cân nhanh tay này. 38 42 cân chất đẹp vô cùng luôn mọi người ơi. 38 42 cân màu xinh. Lấy 70, mã là 341 70. 341 nhá. 308 cho chị Hoa Linh. 341 70 này. Xinh quá này các bà ơi. Mã này size 90 cho em 10 13 cân. Mã này size 90 cho em nhá, 10 đến 13 cân này. Nhanh tay. Tiếp ạ. 10 đến 13 cân nhanh tay này. Em lấy mọi người 80 thôi. Mã là 949 80. Mã là 949 nhá, 80 chị ơi. Mã là 949 này, 80 cho em ạ. Mã là 949 nha, 80 chị ơi. Rồi ôi, các bé gái ơi, xinh quá. 341 17 20 cân. 17 20 cân. Trời ơi, con này cái mũ lông này tháo được cho em nhá. Mũ lông này tháo được cho em này. 17 đến 20 cân. Trời ơi, con này nó xinh lắm mấy các chị ạ. Con gái nghe không mặc vừa chứ nó mà mặc vừa đấy đúng luôn con này luôn này. 17 20 cân nhanh tay. 17 20 cân ạ. 100 000 mã 316. 100 000 nhá, lên mã 316 chị ơi. 100 000 này. Lên cho em mã là 316 nhá, 100 000. 100 000 cho em mã 316. 100 000 thì mã 316 cho em nhá. Rồi, size to cho em này. Size này size to rồi mọi người ơi, Polham này. Size này size 85 tương đương với cả size S ấy ạ. 45 cân quay đầu, 40 45 cân ok nhá. 40 45 cân ok cho em này, chất rất đẹp luôn các bạn ơi. 40 45 cân nhanh tay con trai nhá. Lấy 70. Mã là 337 70. Mã 337 cho em này. 70 nhá. Mã là 337 chị ơi, 70 cho em ạ. Mã là 337 nhá, 70 này. Rồi ôi, xinh xỉu luôn các bà ơi. Xinh xỉu luôn này. Con trai con gái đều mặc được nhá. Con trai con gái đều mặc được cho em này. 12 14 cân. 12 14 cân xinh chưa các bà ơi? 12 14 cân cho em nhá. Lấy 80 đi, mã 328 80 này. Đẹp nhỉ? 80 cho em nhá, mã 328 80. Mã 328 này. Ôi. Bên trong lót lông cừu toàn bộ cho em này. Hàng này là hàng của Zara cho em nhá mọi người. Zara cho em bên trong lót lông cừu toàn bộ, con này siêu dày luôn. Con trai chị nào 17 20 cân. Con trai chị nào 17 20 cân nhanh tay, thật sự nhanh tay con này cho em này, 17 20 cân. Xuất sắc lắm luôn đấy. 120 mã là 994. 120 nhá. Mã là 994 hàng của Zara thì mọi người phải biết rồi đấy, nó dập logo từng cái cúc một luôn. Mã cho em là 994 120 nhá. Mã là 994 120 này. Mã là 994 ạ. Rồi lông vũ siêu nhẹ baby gap. Lông vũ siêu nhẹ của gap cho em này. Con là chị nào có khoảng cân nặng cho em 13 16 cân ạ. 13 16 cân baby gap cho em nhá. Nó là dòng lông vũ siêu nhẹ. Em lấy 100 000 mã là 164. 100 000 cho em nhá. Mã 164 các chị ơi. 100 000 cho em mã 164 này. 100 000 mã 164. Rồi con này siêu dày và ấm. Siêu dày và ấm luôn nhá mọi người ơi. 10 13 cân. Tom and Jerry này. 10 đến 13 cân siêu dày và ấm luôn á. 100 000 mã 360. 100 000 cho em mã 360. 100 000 nhá, cho em mã là 360, chất rất đẹp luôn. 100 000 mã 360 nhá. Ưu tiên chốt cho các chị khách cũ nhá mọi người ơi. Rồi, bé trai cho em này, 12 15 cân.
Bé trai 12 15 cân không đẹp không lấy tiền luôn, 12 15 cân lấy 80 đi. Mã cho em là 274. 80 nhá. Mã là 274 cho em. Siêu đỉnh luôn đấy. 80 cho em mã là 274. Trời ơi 80 thôi. Mã là 274 nhá. Trời ơi, con này không lấy thì lấy con nào đây các bạn nam ơi. Các bạn trai nhá mẹ ơi. Cho em con này 22 25 cân ok này. 22 25 cân chất của nó bao đỉnh luôn các bạn ơi. 22 25 cân nhìn cái áo là đã thích rồi không? Đúng không? Lấy 120 mã là 773. 120 cho em nhé, mã là 773 chị ơi. 120 mã 773 cái khóa cái thương hiệu nó dập lên từng cái logo một con. Chưa đây không lấy không em chị ơi. Mã là 773 cho em nhá. Ôi ôi con này xịn thế nhỉ. 33 cân này, lông vũ siêu nhẹ cho em nhá mọi người. Nó dòng lông vũ nhá, 33 cân các bạn trai. 33 cân cho các bé trai cho em này. Trời ơi các mẹ lấy được cho con những con như này đảm bảo là quá sướng cho các mẹ luôn. 120 mã 102. 120 cho em nhá. Mã là 102 chất rất xịn luôn. 120 mã là 102, 120 này. Rồi ôi, bé gái cho em nhá. Con gái ấy, chị nào 17 20 cân ạ? À? 17 20 cân lên phong này đi chị ơi. 17 20 cân chị lên phong này cho em nhá. Lấy các chị 100.000 mã 825. 102 cho chị. 100.000. 100.000 mã 825 nhá, đảm bảo các chị lấy những con như thế là quá là sướng luôn đấy. Under Amber này, ui bà này xịn quá. Bà này xịn cực kỳ luôn đấy các bạn. Cho bé nhà chị nào có khoảng cân nặng 17 20 cân. 17 20 cân nhanh tay nhá. 40 mã là 452 áo thể thao. 40 cho em này. Mã là 452 mọi người ơi. 40 cho em mã 452 đi này. 40 mã là 452 nhá. Ôi xinh quá bé gái cho em này. Bé gái nhá, con này của Zara mọi người ơi. Bé gái của Zara cho em 22 25 cân. 22 25 cân này mũ lông tháo được, bên trong siêu ấm luôn mọi người ơi. Màu đẹp nhỉ. Cái màu này vừa đẹp vừa sạch. 22 25 cân cho em ạ. 120 mã là 218. 120 nhá. Đây em mua mã là 218 chị ơi, 120 thôi. Mã là 218 cho em này. Rồi xinh quá. 17 20 cân đi ạ. 17 20 cân nhá. Chất rất đẹp luôn, đó là lông vũ. Lấy mọi người bản này 80, lấy 70 đi. 70 mã là 964. 70 nhá. Mã là 964 con này 70 này. 218 mã là 964 70 nhá. Rồi Nike cho em ạ. Nike lông vũ cho em con này bé nào. Có cân nặng 17 20 cân. 17 20 cân bé gái cho em Nike. Lấy 120 mã là 846 này. 120 nhá. Mã là 846 chị ơi, 120. Mã là 846. 120 mã 846 nhá. 120 mã 846 nhá. Rồi, 13 17 cân cho em ạ, nhanh tay này. 13 17 cân chất rất đẹp luôn các bà ơi. 13 17 cân cho em nhanh tay nhá, màu xinh nhờ. Bé gái nhá, 13 17 cân này, nhanh tay lên cho em con này à. 100.000 mã là 201. Con này 100.000 nhá. Mã 201 cho em này, 100.000 thôi chị ơi. Mã là 201, 100.000. Mã 201, 100.000 nhá. Mã là 201 này. Rồi mọi người ơi, sắp hết hàng rồi, còn tầm 20 con nữa là hết. Nên là chị nào muốn chốt thì mình nhanh tay tận dụng nhá. Rồi, bản này cho em các bé con có khoảng cân nặng từ 27 cho đến 30 cân ok này. 27, 30 cân chất rất đẹp luôn các bạn ơi. Màu đẹp, chất đẹp, kiểu xinh nhờ, trẻ trung. 27, 30 cân nhá. Lấy 80, mã là 797. 80 mã 797 cho em, con này nó cũng là lông vũ chứ không phải ấy đâu. Nó là lông vũ nha mọi người. Nhanh tay cho em này. Nó 797 nhá. Rồi. 797 cho ra chị Nguyễn Trần Thanh Tùng. Rồi xinh quá này. 17 20 cân. 17 20 cân này, rất đẹp chưa? 17 20 cân. 17 20 cân 50 mã 77 3700. 50 con di lê này nhá, mã là 700 chất bao đẹp luôn. 50 mã là 700 cho em này, 50 mã 700 nhá. Trời ơi, họa tiết thổ cẩm xinh quá. Các bé size to cho em này. 35 40 cân ok ạ. 35 40 cân chất của nó bao đẹp luôn các bà ơi. 35 40 cân nhanh tay cho em nhá. Em lấy mọi người bản này 120, mã cho em là 128. 120 nhá, đây em mua mã là 128 đi chị ơi. 120 mã là 128 này, hàng của Zara. 120 mã là 128 rất đẹp luôn nhá. Rồi, 13 15 cân đi ạ. 13 15 cân bé gái này. Bé mẹ nào thích đầu còn lạ lấy cho con này. 13 15 cân cho em ạ, ấm lắm. Lấy 60, mã là 900. 60 nhá, mã là 900 cho em này, 60. Sửa mã chị này. Mã 900 60. Mã là 900 cho em nhá. Rồi, đây con hồng này cũng xinh này. Bé chị nào 17 20 cân rất ấm luôn nhá. Xin khó nhấn mạnh là nó rất là ấm luôn này. 17 20 cân nhanh tay lấy các chị 100.000, mã cho em là 749. 100.000 mã 749 cho em nhá. Nhanh tay 100.000
Nó là 749 triệu 100 nghìn cho em này. Nó là 749 trăm nghìn này. Rồi lên một con lông vũ siêu nhẹ đi. Lông vũ siêu nhẹ cho em nhá. Đẹp nhờ. 17-20 cân lông vũ siêu nhẹ cho em nhá. Lấy các chị 70, mã là 192, 70. Mã 192 gọi là sập sàn phá giá luôn đấy. 70, mã là 192 nhanh tay mọi người ơi. 70 nhá. Mã là 192 cho em này. Rồi để em xem nào. Đây chị nào con gái size nhỏ mình lên con này đi. 15-16-17 cân ok. 15-17 cân nhá, nó có thể đóng đai được này. Rất xinh luôn. 15-17 cân. Lấy 70, mã 377. 70 cho em nhá. Mã là 377 chị ơi, 70 này. Cái mã là 377 70. Mã 377 70 nhá. Nhanh tay. 70 ạ, mã là 377. Trời ơi, con này nó xinh xắn gì đâu cái đằng sau này. Đẹp nhỉ? 15 18 cân. Tư vấn cân nặng 15 18 cân nhá. 15 18 cân mọi người nghe rõ không? Mọi người nghe rõ không? 15 18 cân này. Trời ơi, con này quá xinh luôn, phao chèn bông cực kỳ ấm nhá. 15 18 cân ạ. À. Em lấy các chị con này 100.000, mã là 389. 100.000 thôi. Gọi là vừa bán vừa tặng luôn, 100.000 nhá. Mã là 389, bên trong có trần bông rất ấm luôn. 100.000 này, mọi người nhìn cái lớp trần của nó này, trông sướng không? Mã 389 cho em nhá, 100.000 thôi. Mã là 389 cho em này. 100.000 chị ơi, mã 389 này. Quần này mọi người. Quần nhá, quần Nike, quần này của Nike cho bé nhà chị nào có khoảng cân nặng 12 15 cân này. 12 15 cân cho em nhá. 40 mã 388, 40 quần của Nike. Mã 388 40 nhá. Mấy con yếm à? Yếm cho em nhá. Xinh quá này. Đây, mặc lên nó sẽ như này. Con là chị nào cho em có khoảng cân nặng 17 388 cho chị Bùi Duyên. Nó bị mòn quá mọi người ạ. Nó bị mòn cái ấy này này. Tặng nhá, con này tặng cho các chị mã 273 đi. Nó bị mòn đầu gối. Tặng cho các chị nhá. Mã 273 tặng không đồng. Mã 273. Rồi Adidas này. Quần ngố này mọi người ơi. Đây tặng tiếp này. Tặng cho các chị luôn này. Trời ơi, con trai nhà chị nào có khoảng cân nặng cho em 20-22 cân nhá. 20-22 cân cho em tặng luôn ạ. Mã 424. Mã 424 tặng luôn nhá. Rồi. Rồi đẹp quá này. Xinh nhở. Yếm cho em nhá. Con là chị nào có khoảng cân nặng cho em 17-22 cân. Xin lỗi, 17-20 cân. Xin lỗi mọi người. 17-20 cân nhá. Con này quá đẹp luôn các bạn ơi. 17-20 cân nhá. Chị lên con này cho em 17-20 cân. 17-20 cân nhá. Yếm xịn lắm. Lấy 50. Đó là 403. 50 nhá. Đó là 403. 50 cho em. Đó là 403 chị ơi. 50 thôi. 50 nó 403 cho em nhá. Rồi em có một con này là áo chống nắng nhá mọi người. Áo chống nắng nhá. Áo chống nắng này cho các bé 5T là 5 tuổi ấy. Áo gió. 273 cho chị. Áo gió nhá. Có thể mặc làm áo chống nắng được mùa này đấy ạ. Này đẹp nhỉ. Bà này cho các bé nào có khoảng cân nặng cho em từ 19 đến 21 cân nhá. 19 đến 21 cân cho em á. Em lấy các chị bản này lấy 40 thôi. Mã là 93 934. 40 mã 934 nhanh tay nhá. 40 mã 934 cho em này. 40.000 thôi chị ơi. Mã là 934 cho em nhá. 40 mã là 934 này. Rồi, những cái con như này đấy các bạn này, mặc thường mặc nó rất là dễ mặc luôn đấy. Con này là của cái gì đây nhỉ? Hàng này là hàng của Uniqlo cho em nhá mọi người. Uniqlo cho em nhá, phao trần này. Uniqlo phao trần cho em các bé nào 12-14 cân. 12-14 cân ok nhá. Lấy 50 đi. Mã là 979. 50 mã 979 cho em này. 50 mã 979 50 nhá mọi người. Mã là 979 50. Rồi con này cho em quá đẹp luôn này. 17-20 cân. Sao đây? 17-20 cân nhanh tay này. Chốt nốt cho cái con kia 17-20 cân cho em nhá. 17-20 cân 100.000. Mã là 187. 100.000 cho em này. Mã 187 siêu dày luôn mọi người ơi. 100.000 thôi, mã 187 đẹp từ cái hàng Cúc hàng Quy trở đi nhá. 100.000 cho em mã 187 đảm bảo là bỏ ra 100.000. 79 cho chị Vũ Thanh. Đảm bảo là bỏ ra 100.000 nha các bà, sướng luôn đấy. Rồi bạn anh các em không đẹp thì đúng là vừa rẻ vừa đẹp luôn này. 15 18 cân ok. 15 18 cân nhanh tay nhá. 15 18 cân lấy 60 đi. Mã là 927. 60 cho em mã 927 chị ơi, 60 thôi. Mã là 927 nhá, chất rất đẹp luôn. 60. Mã 927 60. 3 chiều. Mã 927. Rồi các bà ơi. Size to này, có chị nào muốn mua size to mà hàng xịn không? Size to hàng xịn em lên cho con này đẹp này mọi người. Các bạn trai nhá, các bạn trai mặc sẽ đẹp hơn, 50 cân quay đầu. Các bạn trai cho em này, 50 cân quay đầu ạ. Em lấy mọi người 120, mã là 238 nhá. 120 cho em mã là 238, mua cho các con size lớn 50 cân đấy. 120, mã là 238 đi, vừa nãy chị nào hỏi size to lấy luôn. 120 nhá, cho em mã 238 này, 120. Mã là 238 cho em. Rồi, Zara Kit này. Zara Kit cho các bé gái cho em nhé mọi người ơi. Con là chị nào có khoảng cân nặng 14-16 cân ok. 14-16 cân cho em nhá, rất đẹp luôn. Lấy 100.000 đi, mã 384.
100.000 này. Tên em Hương 3384 chị ơi, Zara, hàng hiệu của Zara, Zara Kids cho em 100.000. Mã là 238 cho chị Lý Viễn. Mã cho em là 384 nhá, 100.000 mã 384 100.000. Mã là 384 cho em này. Rồi, ui con này đẹp quá này các bà ơi. Chị nào có con trai cho em có khoảng cân nặng 35 40 cân. 35 40 cân, con này rất đẹp luôn, nó là lông vũ. Nó là lông vũ này, hình nó kiểu nó hợp với các bé. Lấy 120 mã 729. 120 thôi nhá. Mã cho em là 729 này. Đảm bảo các bà nhận hàng cho con này là các bà sướng lắm. 120 mã 729 cho em ạ. 120 mã 729 nó là lông vũ. Rồi, bản này cho em size to này, 45 50 cân ok. 45 50 cân nhá. Giờ nó là di lê size to. 729 size to. Di lê size to này người lớn cũng mặc được luôn cho em này. Đây. 45 50 cân nhá các chị ơi. Quẩy lên form đẹp quá. 45 50 cân các chị lên form này được cho em này. 45 50 cân ok nhá cho em nhá mọi người ơi. Em lấy mọi người di lê lấy bao nhiêu một nhỏ? Xem nào. Lấy các chị bản này 80 đi. Mã là 382. 80 cho em mã 382 80 nhá mọi người ơi. Mã là 382. Rồi phao này không quá dày đâu, vừa phải thôi, mặc rất đẹp luôn này. 35 40 cân của các bé trai. 35 40 cân nhanh tay cho em nhá. Không mua em lấy 50 đi. Mã cho em là 968. 968 50 này. 382 cho chị Phạm Thùy Trang. Quá rẻ và đẹp luôn các bà ơi. Đảm bảo là các bà hiếm có cơ hội. 100, vẫn là 100. Rồi, đẹp quá này. Colombia size này cho em 219 21 cân. 19 21 cân nhanh tay cho em nhá. Lấy 80 đi, mã là 768. 80 mã 768 80 chưa? 80 chị Phương Vũ. 80 mã 768 80 này. Rồi ôi các bé gái ơi, lấy luôn con này hộ em với này mọi người ơi. 28 30 cân đi ạ. 28 30 cân nhanh tay nhá. Xịn lắm luôn đấy. 28 30 cân không lấy con này quá phí. 120 mã 317. Đảm bảo bỏ 120 ra mua một con lông vũ như này là các bà gọi là mua giá nó rẻ gấp đôi gấp ba bình thường rồi mọi người ơi. Mã cho em là 127 nhá. 120 mã 127 28 30 cân là đẹp. 120 mã 127 này. Rồi con này cũng thế này. Bé gái cho em Uli nhá. Bảo này cho em các bé gái có khoảng cân nặng 23 25 cân ok này. 23 25 cân rất đẹp luôn, cổ lông nó có thể tháo được. 100.000 mã là 134. 100.000 nhá. Thế nên mã là 134 chị ơi, 100.000 thôi. Mã là 134 siêu xịn luôn đấy. 100.000 cho em mã là 134 nhanh tay nhá. 100.000 cho em mã là 134 đi ạ. Rồi, con này size nhỏ tí này. 9 đến 11 cân. 9 11 cân cho em lấy 70 mã là 400 70 nhá. Mã là 400 lông vũ siêu nhẹ 70. Mã là 400 70 cho em ạ. 70 mã 400 nhá. Rồi xinh quá, 19 21 cân. 19 21 cân cho em này. Em lấy các chị bản này 70 mã là 925. 70 nhá. Mã là 925 chị ơi, 70. Mã 925 cho em này, lấy 70 thôi. Mã là 925 cho em ạ. Rồi ghe đen size 100. Bản này cho em các chị nào con mã là 100 cái phong này nó nhỏ lắm mọi người ạ. Con này cho chị nào có con gái nhá mọi người ơi, thích mặc kiểu vai hến này, rất xinh luôn nhá. Có khoảng cân nặng cho em 12 15 cân ạ. 12 15 cân các con mặc được này. 50 mã là 291, 50 thôi. Mã cho em là 291 nhá, 50. Mã là 291 cái chất nó đẹp lắm, 50 cho em. Mã là 291 chị ơi. Rồi 20 25 cân không lấy con này thì lấy con nào đây? Lông vũ ơi, 100% là lông vũ nhá, lông vũ siêu nhẹ luôn đấy. 100% là lông vũ ạ. Lấy 120 mã 379. 120 nhá. Cho em mã là 379 chị ơi, 120 này. Mã 379 mọi người em vẫn còn một ít hàng. 88 cho chị Kiều Trang. Em vẫn còn một ít hàng nhưng mọi người chẳng thấy tương tác gì cả. Mọi người cho chị Phạm Thùy Trang. Mọi người có nhu cầu mua nữa không? Em lên cho mấy con đẹp đẹp nữa này. Đây những con như này mà bỏ lỡ rất tiếc luôn các bà ơi. 15 18 cân này. 15 18 cân mũ lông này có thể tháo được nhá. Mặc cái đại hàn luôn đấy mọi người ạ. Đẹp lắm, có đai luôn nhá. Còn này siêu xịn. 120 308. 120 cho em mã 308 chị ơi, 120. Mã cho em là 308 120. Em mã là 308. Trời ơi, không lấy con này thì lấy con nào đây? Chị thích màu tối mặc cho nó sạch cho con thì mình lấy bản này. 17 20 cân ok ạ. 17 20 cân chất đẹp vô cùng luôn các bà ơi. 17 20 cân cho em nhá. Em lấy các chị bản này 120 mã 993. 120 nhá. Lên mã cho em Hương là 993 chị ơi. 120.000 thôi ạ. Lên mã là 993 nhá, 120 này. Mã là 993 nhá, 120. Mã là 993 chị Hà Hồ. Rồi con này chất rất đẹp luôn, cổ mũ lông lông cừu luôn nhá. Lông cừu luôn cho em này. Bản này cho em 15 18 cân ok ạ. 15 18 cân nhá, siêu dày và ấm luôn các bà ơi, nó là lông vũ đấy ạ. Lấy 100.000 con này mã 417. 100.000 nhá, đảm bảo là nhận được con này là chỉ có sướng thôi các bà ơi.
100.000 cho em mã là 417 nhá, thì những cái hàng cúc hàng khóa của nó này, nó làm cẩn thận chắc chắn lắm. 100.000 mã cho em là 417 đi cho em. 100.000 mã 417 cho em nhá. Rồi đây. Ui, xịn nhờ. 17 20 cân đi ạ. 17 20 cân cho em nhá. Xinh lắm. 17 20 cân cho em này. Cái chai 17 20 cân ạ. Lấy 100.000 mã 315. 100.000 thôi. Mã cho em là 315 nhá. 100.000 đi ạ. Mã cho em lên là 315 đi ạ. 100.000. Cái mã cho em là 315 nhanh tay này. 100.000 nhá. Cái mã cho em là 315. Rồi ôi, con này nó gọi là siêu siêu dày luôn các bà ơi. 20 23 cân. 20 23 cân nhá, rất rất đẹp luôn. 20 23 cân cho em ạ. Lấy 100.000 mã 706. 100.000 nhá. 100.000 mã 706 chị ơi, 100.000 thôi. Mã cho em là 706. Chị luôn đi ạ. 100.000 mã 706 nhá. Ôi, con này quá đẹp luôn này các bà ơi. Con này quá đẹp luôn này. Ui, giày ấm nhá. Size to cho em ạ. Size to cho em này. Ui, mã này cho em người lớn mặc cũng được luôn nhá mọi người. Người lớn mặc cũng được luôn nhá. Chị nào có con gái size lớn hoặc là các chị mặc cũng được nhá. 45 50 cân ok này. 45 50 cân ok cho em nhá mọi người ơi. Em lấy các chị bản này lấy 100.000 đi. Mã là 761. 100.000 nhá. Mã là 761 dưới 50 cân ok. 100.000 cho em mã 761 chị ơi, 100.000. Mã là 761 cho em nhá. Rồi con này cũng rất đẹp luôn này. 28 30 cân ok ạ. 28 30 cân nhá. Bé trai bé gái mặc đều được cái màu như này hết ạ. 28 30 cân ok. Lấy 100.000 mã là 330. 761 cho chị Trần. 100.000 nhá. Mã 330 100.000 thôi. Mã là 330 toàn con đẹp lắm cả. 100.000 mã 330 cho em nhá. 100.000 này. Rồi bạn nào mà lúc nãy chị là hỏi mua áo cho bé trai này. Con này cho bé trai cho em từ 25 28 cân ok nhá. Hình như bà hỏi 27 28 26 27 cân có còn đây không? Rồi rất đẹp luôn này. Rồi rất đẹp luôn các bà ơi. 25 28 cân nhanh tay cho em này. 25 28 cân cho em nhá. 120 đi. Mã là 105 120. Mã 105 cho em 120 nhá. Mã 105 120 này. Mã 105 120 chị ơi. 120 mã 105. Rồi con này cho em cũng đẹp này. 25 28 cân đi ạ. 25 28 cân ok nhá. 100.000 mã 307. 100.000 cho em mã 307 chị ơi. 100.000 mã 307 này, 100.000 thôi. Mã 307 này. Bé gái cho em mọi người ơi. Bé gái size to cho em ạ. 35 40 cân ok. Dày lắm mọi người. 35 40 cân cho chị Đỗ Ngọc Hiếu. 35 40 cân ok nhá. Lấy 70, mã là 164 70 thôi. Mã là 164 70 nhá. 70 cho em nhá. Mã là 164 chị ơi, 70 này. Mã là 164 70 cho em nhá. Rồi giày ấm cho em ạ. Giày ấm cho em này. Con này chị nào có khoảng cân con này chị nào có khoảng cân nặng từ 19 21 cân ok. 19 21 cân cổ mũ lông cho em này, lông này lông nhân tạo thôi, không phải lông thật đâu. Lấy các chị bảng này 60, mã là 534 60 nhá, mặc để ấm một cái. 60 mã 534 này, nhanh tay 60. Mã là 534. Rồi còn cái này size lớn cho em này. 30 cho chị 38 42 cân. 38 42 cân mặc ok cho em nhá. 120, mã là 144. 120 cho em ạ, mã là 144 chị ơi, 122 nhá. Mã là 144 cho em này. 120.000 này. Cái mã cho em Hương là 144 nhá. Đây xem nào. Đây còn con này nó là hết này. Con này cho em bé gái mọi người ơi. Bé gái nhá, có thể điều chỉnh cái dây chun ở đây để điều chỉnh eo của các bé được nhá. Bản này cho em các chị nào có con gái cho em có khoảng cân nặng từ 27 cho đến 30 cân ok này. 27 30 cân nhá, rất đẹp luôn các bà ơi, chắc nó xịn lắm. 27 30 cân cho em nhá. 150 mã 355. 150 cho em này. Mã là 355 chị ơi, 150 cho em. Mã là 355 nhá, 150. Lên mã cho em Hương là 355 chị ơi, 150 này. Rồi, con này quá đẹp luôn các bà ơi. Cổ mũ lông nha, cái mũ lông này mình tháo được cho em nhá. Mũ lông có thể tháo rời được ạ, nó là dòng lông vũ. Bản này cho em chị nào có con gái trong khoảng cân nặng từ 16 đến 18 cân ok này. 16 18 cân rất đẹp luôn các bà ơi. 16 18 cân nhá, xinh xỉu luôn đấy, màu đẹp nhở. 16 18 cân nhanh tay, lấy 100.000 mã cho em là 318 nhá, là hết luôn này. 100.000 cho em mã là 318 nhanh tay này. 100.000 thôi nhá. Mã là 318 các chị ơi. Rồi ok, mọi người hết hàng em xuống like nhá. Cảm ơn mọi người đã xem live, hẹn mọi người ca live 12:30 nhá.